Bé trai ngồi lạnh run cả một đêm ở bên ngoài, nhưng ông bố tài phịch của cậu thì lại chẳng thèm đoái hoài. Cuối cùng cũng đợi được bố đi ra ngoài, cậu bé tức tốc đứng dậy, cầu khẩn bố cứu sống người mẹ đang bệnh nặng của mình. Bé trai vốn tưởng rằng đã nhìn thấy được hy vọng, nhưng chuyện khiến cậu không thể ngờ là bố lại không hề có một chút quan tâm nào đến sự sống chết của vợ cũ. Ngược lại, còn nóng vội để đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới. Vì để nhanh chóng đuổi vía con trai của mình, không ngờ ông ta lại lôi chi phiếu ra, hào phóng vung cho họ số tiền lớn để hai mẹ con họ tự sinh tự diệt. Sau đó hết sức vô tâm mà đóng cửa kính ô tô lại. Bé trai đứng dầm mưa chỉ biết gọi lớn trong vô vọng, khoảnh khắc này, cậu bé đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Bé trai từng không có nơi nương tựa, lại lần nữa trở về với nơi đau thương. Mà mục đích cậu bé quay trở về chỉ có một, đó chính là trả thù. Anh nhất định phải khiến tất cả những kẻ đã làm tổn thương đến mẹ đều phải trả một cái giá thảm khốc nhất. Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của anh chính là người phụ nữ đã cướp mất cha mình năm đó. Nhưng người phụ nữ hèn hạ ấy giờ đã biến thành phú bà, hơn nữa còn là phó tổng giám đốc của công ty nhà họ. Po sau khi đã nắm được lịch trình của Ned China, anh đã cải trang thành nhân viên phục vụ của quán bar, chủ động pha chế cho Ned một ly cốc tai. Nhìn người đàn ông đẹp trai sáng lạn trước mắt, Ned trong tích tắc đã buông lỏng cảnh giác. Cô ta căn bản không thể ngờ được, Po ở trước mặt chính là bé trai bị mình quét bay màu ra khỏi nhà vào 15 năm trước. Sau đó, cô ta còn nói chuyện hết sức hợp cạ với Po, tôi tưởng là với sự chênh lệch tuổi tác của chúng ta, cậu sẽ không hiểu tôi đang nói cái gì cơ. Po nói, cô trông rất trẻ trung mà, suýt tí thì tôi đã gọi cô là em rồi đấy. Chỉ một câu nói đã khiến cho Ned hớn ra mặt. Tiếp đó, cô ta định lấy tiền tip thưởng cho anh nhưng lại lập tức bị Po ngăn cản. Ned chưa từng gặp loại đàn ông như vậy nên trong lòng cô ta đã bắt đầu có thiện cảm với anh. Nhưng cô căn bản không hề ý thức được bản thân đã biến thành con mồi từ lâu. Sau khi uống rượu say, Po đưa Ned về nhà. Trên xe, cô ta đưa lại cho Po một tấm danh thiếp. Vào lúc đang chuẩn bị phát triển bước tiếp theo thì bảo vệ của nhà họ đột nhiên xuất hiện. Po gỡ dây an toàn ra, chậm chậm đi xuống xe, tất cả mọi chuyện đều đang nằm trong kế hoạch của anh. Ned sau khi về nhà liền vô cùng khó ở, con gái Nainafa cảm thấy lo lắng mà lên hỏi thăm. Ned không những không thèm bận tâm, ngược lại còn đẩy chán Nai một cách gắt gỏng. Khi Po quay người bỏ đi, lại hướng về ngôi nhà đã từng là của mình. Hôm sau, Pajami hỏi vợ bằng một gương mặt không gợn sóng, tối qua mấy giờ về nhà. Ned đáp tôi không biết, tôi không xem đồng hồ. Pajami cũng không muốn phí lời thêm nữa, chỉ thúc giục Nai nhanh chóng đến công ty. Nói xong, bèn quay người bỏ đi. Mà Ned nhìn đồ ăn mà Nai bưng đến, lại cục xúc ném bay xuống đất. Rõ ràng, quan hệ của gia đình này căn bản không hề hòa hợp chút nào. Mà đó chính là điều mà Po muốn nhìn thấy nhất. Tiếp sau đó, anh sẽ tiếp tục con đường báo thù của mình trước. Thấy Pajami muốn chụp ảnh cùng với Nai, cô ta lại lập tức ngăn cản, không hề quan tâm đến cảm xúc của Nai. Nhưng khiến người khác thất kinh hơn cả là, tại hội trường sự kiện được tổ chức ở công ty, một tấm poster ngang nhiên xuất hiện trên màn hình lớn. Ned dán chặt mắt vào đó, người ở trên đó chính là vợ cũ của Pajami. Điều này khiến cô ta nhớ đến hai mẹ con đã từng bị cô ta chà đạp dưới đất và hất bay ra ngoài. Nghĩ đến đây, cô ta mặc kệ cảm nhận của tất cả mọi người, dứt khoát quay người rời khỏi sự kiện. Nai thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Ned lớn tiếng chất vấn là ai đã thiết kế tấm poster quảng cáo. Nai hiện rõ vẻ vô tình vô tội, lúc đó bản thân cô không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà Ned chuẩn bị phát tiết với Nai, Pajami bỗng đột ngột xuất hiện, lạnh băng mà nói là do ông đã cho phép làm vậy. Bởi vì vào nhiều năm trước, bộ sưu tập trang sức này chính là do vợ cũ đứng ra đại diện phát ngôn. Mà vừa hay, kiểu thiết kế này lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận. Nhưng Ned lại căn bản không chấp nhận lời giải thích này, cô ta vừa nhìn thấy người trên poster, liền sẽ nhớ đến thân phận bảo mẫu thấp hèn năm đó của mình. Nhưng cô ta nào có thể lường trước được, những chuyện xảy ra tối hôm nay đều đã bị thu hết vào tầm mắt của Bo. Anh lại còn dốc tâm huyết để thiết kế màn gặp gỡ của hai người. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của Po mà thôi. Sau khi thành công nắm được gu của Ned, Po lại gọi vào số điện thoại ở trên danh thiếp, hai người hẹn gặp mặt nhau một lần nữa. Anh muốn thông qua việc tiếp cận Ned để từ đó phá hoại công ty của bố. Sau khi ăn cơm xong, Po cố tình nói, khi anh xem danh thiếp mới phát hiện, Ned chính là phó tổng giám đốc của công ty trang sức đá quý. Anh bày tỏ một lời thỉnh cầu nhỏ nhoi, đó chính là muốn đến công ty làm việc. Sau khi hai người đến công ty, Po nhìn tấm ảnh treo tường của bố, trên mặt liền lộ ra biểu cảm hết sức phức tạp. Nhưng trong hồ sơ nộp cho ban quản lý nhân sự, Po lại không chịu đưa chứng minh thư ra. Mặc dù không phù hợp với quy định tuyển dụng của công ty, nhưng Ned lại không thèm bận tâm đến chuyện đó. Cô ta bày tỏ đây là công ty của mình, người mà cô ta nhìn chúng tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó, hai người đến văn phòng làm việc, Po thẳng thắn mở lời nói, cảm ơn chị đã giúp tôi tìm việc. Ned nói đây đều là chuyện vặt thôi, quan trọng là tôi cũng không muốn để anh làm việc ở quán bar, như vậy anh mới có thể ở gần tôi hơn chút. Không biết là trùng hợp hay vô tình, và đúng lúc đang rất là quan trọng thì Nai lại đột nhiên đẩy cửa tiến vào trong. Thấy chuyện tốt của mình bị kỳ đà cản mũi, Ned liền tỏ thái độ hết sức bất mãn. Chuyện khiến người khác cảm thấy bất ngờ là Nai đã từng gặp mặt Po. Hơn nữa, giữa họ còn từng này sinh ra vô số chuyện thú vị mà tất cả đều là kế hoạch của Po. Con đường trả thù của anh cũng chỉ mới đặt nền móng đầu tiên. Tiểu thư tài phiệt ngắm nhìn viên hột xoàn giá trị tiền tỷ nhưng lại để lộ ra một nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, cô giơ bật lửa lên, viên kim cương lập tức được nướng trên ngọn lửa. Rõ ràng trong nháy mắt, cô ấy có thể nhìn thấy viên đá quý trước mặt này chính là đồ pha ke.
Nai bất chấp biểu cảm trên mặt đối phương, trực tiếp ném bay hòn đá đi mà không do dự. Cô lại lạnh như băng nói, người có thể qua được mắt tôi, bây giờ còn chưa được sinh ra đâu. Nói xong liền ngạo nghễ rời đi. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ được là bên bán chính là một tên lưu manh nức tiếng ở nơi này. Đứng trước sự sỉ nhục của một con danh vắt mũi chưa sạch, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Nai bây giờ mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô vội vàng chạy trốn điên cuồng. Đột nhiên có người thần bí nào đó kéo cô vào trong góc. Cô bình tĩnh nhìn lên, chỉ thấy đó là một anh đẹp trai lạ mặt. Mặc dù Nai chưa từng gặp mặt anh, nhưng lại có một cảm giác an toàn đến lạ. Khi hai người chuẩn bị chạy trốn, Po vô tình đá vào chậu hoa rỗng, đối phương nghe thấy tiếng động liền đuổi sát theo sau. Hai người cuối cùng vẫn kẹt lại ở trong ngõ. Không nói không rằng, đối phương hung hăng xông lên chỗ anh. Po mạnh mẽ đạp bay màu đối phương, rồi lại ôm lấy Nai quay một vòng, né đòn ngoạn mục. Nhưng dù gì thì địch vẫn đông hơn ta, Po nhất thời rơi vào thế yếu. Nhưng vì để bảo vệ Nai, anh dốc hết sức nắm lấy cây gậy. Nai thấy vậy liền bạt mạng chạy ra ngoài, sau đó lớn tiếng la hét, anh cảnh sát cứu tôi với. Vừa dứt câu, đối phương tức tốc cúp đuôi bỏ chạy. Thấy Po không bị thương nặng, trái tim treo lơ lửng của Nai giờ mới có thể hạ xuống. Sau đó, hai người đến bên sông, Po nhìn cô trìu mến, tự nhiên hỏi cô đến chợ này xem đá quý hả? Nai đáp phải, tôi làm việc cho một công ty trang sức, anh thì sao? Po nói tôi đến đây chơi thôi. Không lâu sau thì vị hôn phu của Nai đến nơi, anh không hề biết những chuyện vừa mới xảy ra. Khi Nai chuẩn bị giới thiệu thì lại phát hiện Po đã biến mất, không để lại làn khói. Mà Nai bỗng nhiên lại có cảm giác hụt hẫng nhẹ. Nhưng có một chuyện mà cô không thể ngờ là tất cả chuyện này đều là cái bẫy mà Po đặt sẵn. Không những tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, anh lại còn cố tình tiếp cận nét. Sau khi có được thiện cảm của đối phương, anh đã thành công đặt chân được vào công ty. Nhưng Nai một lòng một dạ nghĩ cho công ty, đã thẳng thắn chỉ ra thủ tục nhậm chức của Po có vấn đề. Nai nói với Nét, anh ta không hề có bất kỳ tư liệu phỏng vấn nào, đến cả căn cước cũng không cung cấp. Nét nói, người mà tao sắp xếp không đến lượt mày lo, nên nhớ là mày có được mọi thứ của hiện tại đều là nhờ tao và Pajami đấy. Nai sau khi nghe thấy những lời cảnh cáo này của Nét, cô không những không hề tức giận nửa phần, ngược lại còn im lặng mà rời khỏi văn phòng. Rõ ràng, thân thế của Nai cũng không hề đơn giản. Cho dù mẹ đối xử với mình như vậy, nhưng Nai vẫn luôn cảm thấy Po có gì đó kỳ lạ. Bởi vì mọi chuyện không thể lại trùng hợp như vậy. Vì vậy, trong lúc làm việc hàng ngày, Nai đều sẽ đặt sự chú ý đặc biệt lên Po. Mặc dù ngày đầu đi làm Po đã có biểu hiện cực xuất sắc, đến cả khách hàng bình thường, khó tính nhất cũng bị ba lời khen bảy ý nịnh của Po xử đẹp. Sau đó, anh lại đến chỗ Nai giở trò tán tỉnh, anh nói, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, Nai xinh đẹp có muốn ăn cơm cùng tôi không? Chắc là cô có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi tôi nhỉ? Sau đó, hai người đến một quán lề đường ăn trưa. Khi Nai hỏi anh tại sao lại quen biết Nét, thì Po lại điềm tĩnh trả lời ngay, tất cả đều là trùng hợp. Khi hai người đang mải mê dùng bữa, thì bên này Nét đột nhiên đến tìm Po. Sau khi phát hiện anh không có ở quầy, cô ta lại gọi điện thẳng cho anh, hỏi anh đang ở đâu. Po liền nói mình đang ăn cơm với Nai. Nét nói tôi muốn mời cậu ăn cơm, cậu mau quay về đi. Sau khi Nét thấy hai người cùng nhau về, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội, chán ghét. Po lại niềm nở nói một câu là Nai chủ động mời tôi ăn cơm. Rõ ràng là đang cố tình nói như vậy. Nét sau khi quay về văn phòng, định dạy dỗ Nai một trận ra trò. Chuyện khiến người ta không ngờ tới là, không ngờ Nai lại là con gái nuôi của Nét và Pajami. Nai của hồi nhỏ mỗi lần gặp mẹ đều phải quỳ lại, cứ uốn lưng luồn cúi như vậy, thoát cái đã 15 năm. Trong ánh mắt của A người ngoài, cô chính là thiên kim nhà giàu. Nhưng thực tế thế nào thì chỉ có mình cô hay biết. Bởi vì cô là đứa con gái được nhận nuôi, thậm chí mẹ nuôi còn chẳng thèm gọi cô là con gái. May mà những năm qua, bố nuôi đối xử với cô rất tốt. Hơn nữa, trong trí nhớ còn sót lại của cô, khi gia đình gặp phải tai nạn thảm khốc, Nét chính là người không màng nguy hiểm mà cứu sống cô, rồi lại đưa cô về nhà nuôi dưỡng. Vì vậy, Nai luôn tồn tại sự biết ơn trong tim. Nhưng Nét lại trở nên ngày càng xấu tính, chỉ bởi vì Nai và đồng nghiệp Po đi ăn trưa cùng nhau, mà sau khi về nhà liền phát hỏa với Nai. Hơn nữa, cô ta còn yêu cầu sau này phải chú ý thân phận, đừng có tùy tiện ăn cơm cùng đàn ông. Những lời này chẳng phải hơi quá đáng hay sao? Pajami cho rằng không nói mắng con gái như vậy, ông phản bác lại Nét ngay tại chỗ. Mà chính vì Pajami che chắn cho Nai, lại càng khiến Nét cảm thấy bực dọc. Pajami không muốn tiếp tục phí lời nữa, ông bảo Nai lên phòng nghỉ ngơi đi, nói xong liền quay người bỏ đi. Nhưng Nét vẫn không chịu buông tha, Pajami thật sự không thể chịu nổi Nét của hiện tại. Từ sau khi đuổi vợ cũ ra khỏi nhà, ông ta quả thật không hiểu nổi, bão mẫu dịu dàng, tinh tế năm đó, làm sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại. Pajami thậm chí còn có chút nhớ nhung vợ cũ, chuyện khiến họ càng thêm thất kinh là, Nét lại nói với Pajami, tôi thấy ông thích nó rồi chứ gì. Nhưng hai người dường như không hề để ý, những lời này đã bị Nai ở dưới nghe thấy. Pajami thẳng tay tác động vật lý vào mặt cô ta. Cú ngã sấp mặt này khiến Nét hoàn toàn đơ cứng, bởi vì kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Pajami tát cô ta. Sau đó Nét vì muốn tìm kiếm sự an ủi mà đã gọi thẳng cho trai trẻ Po. Trùng hợp là lúc này, Po đang chìm đắm trong hồi ức về cuộc sống sau khi hai mẹ con họ bị bỏ rơi. Còn cả những uất ức bị bạn học bắt nạt bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ anh qua đời vì bệnh quá nặng. Nhớ lại những thứ bi thảm đã trải qua, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ làm tổn thương đến mẹ. Sau đó gạt đi nước mắt, anh nhận điện thoại, xin chào Nét.
Ned rủ Po ra ngoài uống vài ly, Po ngay lập tức đồng ý. Tiếp đó, hai người gặp mặt ở quán bar, sau khi nốc cạn vài ly rượu, Po liền mở miệng nói, nay sao cô xinh đẹp vậy chứ, tôi ngắm đến thần người rồi. Ned nói Po đúng là miệng lưỡi ngọt xớt. Sau đó Po lại gần vén tóc của Ned, lại nịnh nọt khuyên tai của Ned vô cùng đẹp. Ned nói, đây là sản phẩm mới chưa được bày bán của công ty, bây giờ trên thị trường khó mà thấy cái thứ hai, cô ta lén lấy ra đeo lên ấy. Po cố tình dẫn dắt chủ đề sang Pajami, nhưng lại không ngờ vô tình biết được một bí mật. Ned nói với Po, ông ấy giờ chỉ thuận mắt với mỗi Nai. Po nói, bố đối tốt với con gái là chuyện thường tình mà. Ned nói, nhưng Nai không phải con gái ruột của tôi và ông ấy. Chỉ là nhận nuôi thôi, bởi vì... Sau khi bị Po nhử và lỡ miệng nói ra những lời này, Ned liền tức tốc ý thức được chuyện không đúng. Po quan sát Ned đang say ngoắc cần câu, không ngờ lại lấy điện thoại của cô ta, gọi sang cho Pajami. May mà Nai vừa hay lại đang ở trong phòng ông. Sau khi nghe thấy giọng của Po ở đầu dây bên kia, Nai đã nhận thức được chuyện khác thường. Cô chất vấn mục đích của Po rốt cuộc là gì, tại sao anh lại để bà ấy uống quá chén như vậy. Po nói, cô thử hỏi mẹ mình đi được không, tại sao lại ra ngoài cùng đàn ông, lại còn say thành như kia. Nai nói anh gửi định vị qua đây đi, trước khi tôi đến, đừng có đụng đến Ned. Vì không muốn khiến bố hoài nghi, Nai cố tình nói Ned lát nữa sẽ về nhà, rồi lại lấy cái điện thoại cần sạc pin, bảo bố đi ngủ trước. Tiếp đó, cô đến địa chỉ gặp Po, sau khi nhét được Ned vào trong xe, Po lại để lộ một biểu cảm hết sức nham hiểm. Hôm sau, khi đến công ty mới phát hiện, khuyên tai kia của Ned đã biến mất, mà đó lại chính là mẫu đặt sẵn từ khách hàng hạng VIP. Nếu như không thể giao hàng đúng hạn, thì họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường cực khủng. Lúc uống hết mình, lúc tỉnh rượu mất trăm củ, Ned chẳng những không hề có chút sót của nào, ngược lại còn bắt con gái phải gánh lỗi cho mình. Nai thừa nhận là do bản thân sơ suất trong khâu bảo quản mới dẫn đến việc chiếc khuyên tai bị mất. Pajami không biết sự thật của vụ việc, cũng không nói thêm gì với Nai, nhưng chuyện ông quan tâm là danh tiếng của công ty. Bởi vì chiếc khuyên tai đó là khách hàng VIP đặt làm riêng, Nai bày tỏ rằng bản thân sẽ dốc sức để bồi thường. Sau đó, cô nghĩ ra một cách giải quyết, đó chính là tìm một sản phẩm thay thế tương tự. Trùng hợp thế nào, khi cô đang chuẩn bị vào tiệm tìm mua thì lại tình cờ bắt gặp Ned. Đối mặt với cô gái đang gánh mình còng lưng, Ned lại chẳng hề có một thái độ tốt đẹp nào. Mà trong lòng của Nai vẫn luôn vô cùng biết ơn Ned vì đã cứu mình, vì vậy cô mới tình nguyện đỡ rắc rối này cho Ned. Sau đó, cô đánh mắt một cái sang Po đứng ở cạnh, chẳng nói nhiều lời mà đi vào cửa tiệm. Po thấy vậy liền tùy hứng hỏi Ned, Nai vội vàng làm gì vậy? Ned nói, tại vì chuyện chiếc khuyên tai kim cương bị mất nên phải đi tìm cái khác thay thế, nếu không sẽ phải bồi thường 100 triệu. Po nghe xong liền để lộ ra biểu cảm phức tạp. Anh vốn định chọc ngoáy quan hệ giữa Pajami và Ned, vì vậy mới thừa nước đục hách khuyên tai, nhưng lại chưa từng nghĩ Nai lại phải một mình gánh trách nhiệm. Khi anh biết được Nai là con gái nuôi của họ, ý thù địch của anh đối với Nai đã bớt đi vài phần. Còn về chiếc khuyên tai bị mất, Po biết chắc rằng sẽ không tài nào tìm ra vật thay thế. Có điều, chuyện khiến cho Nai có chết cũng không ngờ là, khi cô chuẩn bị đến thú tội nhận phạt của khách hàng, thì đối phương lại bỗng nhiên bày tỏ sự hài lòng. Còn nói có người đã đem khuyên tai mới giao cho họ rồi, thậm chí là vượt mặt cả phong cách trước đó, khiến cho ông vô cùng vừa ý. Mặc dù chuyện này đã được giải quyết, nhưng Nai vẫn cảm thấy không nguôi trong lòng. Cô chất vấn Po từ đâu mà mua được hay quá vậy, nhưng Po lại thản nhiên trả lời là Ned bảo anh đem đến. Nói xong liền ung dung rời đi. Tất nhiên, sau khi khó khăn này được xử lý chót lọt, Ned cũng vô cùng vui mừng, cô ta lại mời anh đi ăn cơm lần nữa. Nhưng một chuyện vô cùng bất ngờ là, Ned cũng có cùng một nghi vấn với Nai, đó chính là Po kiếm được sản phẩm thay thế ở đâu. Po nói, tôi có tìm hiểu về toàn bộ sản phẩm của công ty, vì vậy rất có ấn tượng. Tôi nhớ đến một bộ trang sức có cùng phong cách ấy. Ned đặt tay lên tay Po, nói cậu muốn quà gì nào, muốn gì tôi cũng đồng ý. Vừa nói dứt câu, nhà hàng bỗng xuất hiện một người đàn ông, anh ta chính là trợ thủ đắc lực nhất của Pajami, tên sinh con. Đồng thời, anh ta cũng đã chú ý đến hai người mà Ned lại không hề hay biết. Sau khi cô ta về nhà bắt gặp sinh con, anh ta thẳng thắn mở miệng, nói tôi nhắc nhở cô một chút, đừng có tiến quá xa với Po. Nếu chuyện này đến tai của Pajami, cô tự biết hậu quả sẽ ra sao mà. Bất ngờ là Ned lại không hề nổi cơn điên, rõ ràng giữa hai người này chắc chắn có bí mật. Nhưng Ned đang băn khoăn không biết vì sao sinh con biết chuyện. Cô ta lập tức đổ dồn nghi ngờ về phía Nai. Sau đó, Ned đến tìm Nai ngay, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp động tay, chất vấn Nai tại sao lại nói ra. Nhưng Nai hoàn toàn trong sạch, bởi vì căn bản cô không hề rêu rao với bất kỳ ai, ngược lại còn giúp Ned giấu giếm nó. May mà Pajami đã kịp thời xuất hiện, Ned lại chẳng có ý muốn dừng tay ở đây. Điều này khiến Pajami hoàn toàn bất lực, ông tức giận hất bay màu Ned xuống đất, quát cô ta khôn hồn thì bình tĩnh lại. Nhưng Ned của lúc này căn bản không chịu nghe lọt tai, cô ta tổn thương sâu sắc mà chạy ra ngoài. Nai tức tốc chạy ra ngoài níu giữ, nhưng lại chẳng thể ngăn được Ned. Khi Nai đang gọi điện cho Ned để xin lỗi đàng hoàng thì sự cố đã xảy ra. Trong lúc Ned đang lái xe thì không may gặp phải sự cố xe cộ. Trước khi cô ta mất đi ý thức, đã thành công gọi được cho Po. Vốn tưởng anh là người đáng tin nhất của mình, nhưng Po căn bản không hề bận tâm cô ta sống hay chết. Sau đó, Nai nghe tin kịp thời đến bệnh viện. Cô từ đầu đến cuối luôn cho rằng Po tiếp cận Ned là có mưu đồ nào đó, vì vậy cô đã gắt gỏng đuổi Po đi, còn mình ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ nuôi. Nhưng có chuyện mà cô không ngờ là, sau khi trời sáng, Po lại vác mặt đến bệnh viện, vừa hay Ned cũng tỉnh lại vào lúc này.
Cô ta nói mình cảm thấy đau đớn toàn thân, lại hỏi có phải Po đã chăm sóc mình cả đêm sao. Po lại giả bộ xót lòng trả lời, anh không thể nào bỏ rơi Ned được. Khi Ned đang chìm đắm vào ảo tưởng hạnh phúc thì trùng hợp là Pajami cũng đã đến bệnh viện, fan này có chuyện hay để xem rồi. Ned vội vàng rút tay của mình lại, đối diện với sự lo lắng của Pajami, Ned tỏ ra vô cùng tội nghiệp, cảnh này đều đã thu gọn vào tầm mắt của Po. Khi anh chuẩn bị rời khỏi thì lại bị Pajami gọi giữ lại. Một số người đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, còn Po thì hết sức bình tĩnh mà quay lại. Pajami hỏi Po sao cậu lại ở đây. Ned liền nói, tối qua, cậu ấy đã cứu tôi, còn đưa tôi đến bệnh viện. Po nói rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua, rất vô tình cứu Ned. Pajami thấy vậy cũng không nói thêm gì. Nhưng trải qua sự việc lần này, Ned lại càng thêm tin tưởng vào một điểm, đó chính là Po thật lòng thích mình. Vì vậy trước khi cô ta xuất viện, đã mạnh tay tặng xế hộp sang xịn mịn cho Po. Nhưng thái độ của cô ta với Nai thì vẫn không hề có chút thay đổi, mỗi ngày hễ về nhà là lại cà khịa Nai. Mà Pajami lại tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Ned thấy vậy liền im bặt, không nói gì thêm. Nhưng Pajami lại thẳng thắn nói, Ned, gần đây bà có nhìn thấy Po không? Ned nói, sao tôi lại thường xuyên thấy cậu ấy được, ông hỏi gì kỳ cục quá vậy? Pajami nói, cậu ấy cứu bà, tôi muốn mời cậu ấy đến nhà ăn cơm. Nai và Ned trong lòng đều biết rõ tình hình, thế nên đã tìm bừa một cái cớ để gạt phăng suy nghĩ này của Pajami. Còn Pajami lại không hề để tâm, kiên quyết bảo Nai đi mời Po. Sau đó Nai đến quầy hàng kiểm tra công việc, thuận tiện nhắc đến chuyện bố muốn mời Po ăn cơm để cảm ơn. Po hỏi ăn ở nhà sao? Nai nói đúng vậy, nhưng tôi đã nói là anh không đi. Sau khi Nai nói dứt câu, thì một người đàn ông đi vào cửa hàng. Po thông báo là đã đóng cửa, bảo đối phương hôm sau lại đến. Nhưng người này lại đầy ý khiêu khích nói, anh là nhân viên mới đúng không? Đến tôi là ai mà anh cũng không biết sao? Rồi lại nói mình là bạn trai của Nai, Gian. Nhưng Po lại chẳng thèm chấp, có điều Gian lại quyết bám giết. Gian nói, tôi thấy đồng hồ anh đang đeo rất đáng tiền, có vẻ là người khác tặng cho nhỉ, tôi đoán chắc anh kiếm cơm bằng gương mặt đúng chứ. Po vẫn tiếp tục lơ đẹp hắn ta, bởi vì căn bản là anh ở một đẳng cấp khác. Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, Po cũng mạnh dạn đưa ra một quyết định. Sau khi Nai về đến nhà chưa bao lâu thì lại nhìn thấy giúp việc đang chuẩn bị gì đó. Nai hỏi người giúp việc đang chuẩn bị gì thế, bà liền nói khách mà ông chủ mời đến rồi. Cô quay đầu nhìn ra cửa, không ngờ Po lại không nghe lời cô mà xuất hiện ở nhà của họ. Mà bữa cơm mời khách sau đây khẳng định sẽ vô cùng tưng bừng. Cứ vậy, xa cách nhiều năm, Po lại lần nữa quay về căn nhà từng là của mình. Sau khi Ned nhiệt tình dẫn anh vào nhà ăn, anh đột nhiên chú ý đến bức ảnh ở trên tường. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của ba người trong đó, không kìm được mà nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Hai mắt Po dần dần trở nên ẩm ướt, nhưng anh lại rất nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng. Tiếp đó, Pajami bước vào trong nhà ăn, vô cùng hòa nhã mà nói với Po, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vô tình câu nói bề ngoài có vẻ khách sáo này lại khiến cho Po cảm thấy vô cùng chướng tai. Sau đó, khi mọi người cùng nhau dùng cơm, Pajami bảo Po rảnh rỗi thì có thể đến nhà mình, rồi lại hỏi đồ ăn có hợp với khẩu vị của Po không. Po đáp rất ngon ạ, đặc biệt là canh rau đắng, lúc nhỏ bố rất thường nấu cho cháu. Sau khi Pajami nghe thấy câu nói này, gương mặt bỗng trở nên có chút kinh ngạc. Ông nói mình trước đây cũng thường xuyên nấu cho con. Po vốn tưởng rằng ông đang nói đến mình, nhưng câu nói tiếp đó đã khiến anh hoàn toàn thất vọng. Pajami nói Nai rất thích ăn đấy. Nhưng chuyện khiến không ai ngờ tới là, sinh con đúng lúc này lại đến báo cáo công việc. Fan này Ned bắt đầu thấy hoang mang bởi vì sinh con biết chuyện giữa cô ta và Po. Sau đó, anh ta hỏi sao lại trùng hợp vậy, Po lại đúng vào nửa đêm cứu được Ned. Po chẳng hề hoảng loạn mà thản nhiên nói, mình thường xuyên tăng ca đến tận nửa đêm. Hơn nữa, anh cũng sống gần nơi xảy ra tai nạn. Khi bị hỏi đến bố của Po, anh lại lạnh lùng nói, bố mẹ cháu đã chết rồi, chỉ còn lại một mình cháu. Điều này khiến cho bọn họ được fan bất ngờ. Vì để Pajami có ấn tượng tốt về anh, Ned lại tức tốc nói Po rất đáng thương. Pajami nói chắc cuộc sống của Po khổ sở lắm nhỉ. Sau khi ăn xong, Po đi ra hồ bơi ở bên ngoài. Khi anh đang nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, thì Nai xuất hiện ở đằng sau anh, cô bảo anh ăn xong rồi thì mau chóng rời khỏi. Nhưng Po lại không muốn đi, anh chậm chậm đi đến gần Nai, mặt dày hỏi có phải là cô thích tôi không, nếu như thích thì anh sẽ khiến Nai dũng cảm bày tỏ chân tình. Nai nghe thấy vậy tức giận giơ tay ra tát Po, nhưng không những tát trượt mà lại bị rơi xuống hồ bơi. Po thấy vậy thì nói bài này cũ rích rồi, cô định dụ tôi ư? Nhưng Nai nói cứu tôi, chân tôi bị chuột rút rồi. Po bắt đầu cảm thấy không vui nữa, liền tức tốc nhảy xuống nước. Sau khi thành công cứu được Nai lên bờ, hai người nhìn nhau đầy chăm chú. Mà mọi người thấy cảnh này xong, Nai cũng vội vàng giải thích tại con không cẩn thận ngã xuống nước. Sau đó, Nai trở về phòng thay đồ, nhưng có điều khiến cô sẽ không ngờ được là Ned lại khác với ngày thường mà chủ động đến tìm mình. Hơn nữa, trên gương mặt còn bày nguyên biểu cảm khác lạ. Phe này, Nai lại sắp gặp điểm dữ rồi. Ngay sau đó, Ned liền túm tóc Nai và vứt cô lên trên giường. Chỉ tại vì con gái xinh đẹp hơn mình mà mẹ nuôi lại muốn bóp chết cô. Ned nghiến răng siết chặt lấy cổ của Nai, trên mặt còn xuất hiện biểu cảm rất dữ tợn, khắp căn phòng ngập tràn tiếng kêu thảm thiết. Sau khi thỏa mãn được dục vọng biến thái của mình, cô ta lại sắc lạnh nhìn chằm chằm Nai, lúc này mới hài lòng hất cằm rời đi. Nhưng chuyện khiến Nai không thể ngờ được là, sau khi làm vậy, Ned không chỉ vờ như chưa có chuyện gì.
Thậm chí khi nhìn thấy bạn trai của Nai, còn thản nhiên cậy vào thân phận trưởng bối, thúc giục Gian mau chóng cầu hôn Nai. Gian nói rằng mình cũng rất sốt sắng, nhưng Nai lại lấy lý do công việc bận rộn, vì vậy mối quan hệ mãi mà không phát triển thêm bước nữa. Nghe đến đây, Nét lại nói bằng một giọng đầy ẩn ý, cậu nên nghĩ một biện pháp tốt mới khiến con bé không có lý do để từ chối. Sau đó, hai người họ đi hẹn hò ở nhà hàng, Gian viện cớ ra ngoài bảo Nai chọn món trước, còn mình thì đi chuẩn bị kế hoạch úp sọt. Anh ta đưa thuốc ngủ cho nhân viên phục vụ, rõ ràng Gian không hề tốt đẹp gì cho Cam, anh ta âm thầm ủ mưu với chính bạn gái của mình. Sau đó, Gian cố tình tỏ ra điềm tĩnh nâng ly rượu, Nai thì lại không hề lường trước được, bạn trai mà mình ưng ý từ đầu đến chân, không ngờ lại là một con cáo già giả tạo và bỉ ổi. Thấy Nai đã uống cạn ly nước, Gian liền để lộ ra biểu cảm giác thắng. Trùng hợp thế nào, bạn của Gian đã bắt gặp anh ta, bày tỏ rằng có chuyện muốn nói với Gian, khéo léo bảo Nai ở lại dùng bữa, còn mình mượn Gian một xíu rồi trả. Nhưng tình cờ điện thoại lại cạn pin sập nguồn. Thấy Gian vẫn chưa quay về, cô ôm lấy bó hoa tươi quay người rời đi. Sau đó Nai đến cửa hàng đá quý, may mà thuốc giờ mới ngấm hoàn toàn. Trùng hợp là cô lại chạm mặt Po đang sắp tan làm. Thấy trạng thái của Nai lọ trọng bất ổn, Po tức tốc đi theo kiểm tra, không ngờ lại phát hiện Nai đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt Nai xuống sofa. Nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ say, Po bỗng nở một nụ cười dịu dàng. Anh đắp áo khoác của mình lên người cô, rồi lại đến bàn làm việc xử lý email. Cứ vậy, sau khi Nai tỉnh lại, cô nhớ ra là mình còn chưa phản hồi email khách hàng. Nhưng Po lại đột nhiên xuất hiện nói, anh đã giúp cô giải quyết xong xuôi rồi. Po nói biết mình tử lượng kém, thì cô nên uống ít rượu thôi. Nai đáp, tôi đi hẹn hò cùng với Gian, vì vậy mới dám uống. Nhưng đáng lẽ không thể say đến mức này, uống có mỗi một ly. Po nói, một ly mà đã như vậy rồi, nghe cứ như là bị người ta đánh thuốc ấy. Vừa nói dứt câu, quản lý nói Pajami lát nữa sẽ qua đây. Nai sau khi nghe xong, liền vội chạy xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Pajami, Nét và sinh con cùng đến. Không ngờ, lúc này Po lại đột nhiên xuất hiện, nói cô quên đồ này. Tối qua cô rất suy nhược, phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Rõ ràng, Po đang cố tình nói như vậy. Mà Nét cũng ý thức được sự đe dọa, cô ta muốn có thể được ở cạnh Po nhiều hơn, mà đã lập tức quyết định sa thải anh. Chuyện này khiến Nai vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện khiến cô càng sốc hơn là Nét lại cậy thân phận giám đốc điều hành, tuyển dụng Po vào thẳng công ty. Nét và Po gặp mặt nhau, Pajami lại đột xuất đến dưới lầu của công ty, chỉ mặt đặt tên đòi gặp Nét. Nai thấy vậy liền vội vàng ngăn cản, mà bước chân của Pajami càng lúc càng nhanh. Liệu ông có bắt quả tang hiện trạng Nét và Po không? Po nhìn đám đuối kẻ gián tiếp hại chết mẹ mình, anh đã ủ mưu trong suốt 15 năm trời, hiện giờ Po đã thành công tiếp cận được Nét. Mà cô ta lại căn bản không nhận thức được, Po chính là con trai của bà chủ mà mình đã quét ra khỏi nhà năm đó. Khi hai người đang chuẩn bị tiến sâu hơn một bước, thì cửa của văn phòng đột nhiên bật ra. Pajami bước vào hỏi Nét, em đang làm gì vậy? Nét hỏi sao anh lại đến đây? Đối mặt với bố ruột của mình, Po lại không hề căng thẳng mà còn bình thản rời đi. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh chính là muốn dùng phương thức kiểu này thông qua Nét để đặt chân vào trụ sở chính, từ đó đạt được mục đích phá hủy công ty. Nhờ vào quyền lực của Nét, Po đã thành công, được thăng chức làm quản lý bộ phận. Mà hạng mục đầu tiên khi mới nhận chức của anh chính là phụ trách tổ chức triển lãm cùng với Nai. Trùng hợp thế nào khi đang ở triển lãm, Po vô tình nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đang lựa chọn dây chuyền ở một nhãn hàng khác. Nhưng kiểu dáng khiến người này vô cùng bất mãn. Po tiến lại nói, tôi cảm thấy công ty các cô không nên dùng nguyên liệu rẻ tiền để qua mắt khách hàng, đúng không? Po nói xong liền thong dong rời đi, người phụ nữ kia tức tốc đuổi theo, bày tỏ rằng bản thân đã đặc biệt từ nước ngoài đến, chỉ để lựa chọn một sợi dây chuyền ưng ý. Phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không là gì. Po đáp, anh có thể gợi ý giúp cô. Cô gái hỏi, là dây chuyền của công ty anh sao? Po đáp, không phải, là của bên cạnh tranh với chúng tôi muốn giới thiệu cho cô mua được dây chuyền vừa ý. Người phụ nữ trong nháy mắt đã nảy sinh thiện cảm với Po. Khi cô ấy vừa mua xong chuẩn bị rời đi thì lại bị một tên cướp giật mất bảo bối. Po thấy vậy liền tức tốc đuổi theo hắn, anh nhấc một phát tên cướp bay xa hàng mét, sau đó lao vào quyết đấu với đối phương, nhưng anh lại chẳng mảy may sợ hãi. Hai tên cướp đang lép vế hơn so với Po, đối phương hung hăng rút dao chém về phía anh, sức lực của Po dần trở nên yếu ớt. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nai đột nhiên xông lên, nhưng bởi vì bảo vệ Nai, Po chỉ đành lấy thân che chắn, trong lúc không cẩn thận đã bị đối phương chém trúng, nhưng không vì thế mà làm anh ngã gục. Sau khi liên tục đá vào người hắn, anh đã thành công khắc chế được tên cướp. Sau đó, cảnh sát đến hiện trường điều tra, Nai một lòng lo lắng, hướng ánh mắt quan tâm về Po. Khi cô lấy khăn tay của mình giúp Po băng bó vết thương, giọng nói còn mang chút trách mắng nói, anh không nên vì một người lạ mà sốc nổi như vậy. Po nói, nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tôi đã từng khiến người phụ nữ mình yêu thương phải chịu tổn thương bởi người khác, còn tôi lại chẳng thể làm gì. Nai nghe thấy những lời này, liền cảm thấy Po không phải là loại người trêu đùa và lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Đúng vào lúc này, cảnh sát lại đi đến nói hai người họ cần đến đồn để lấy lời khai. Phen này làm Nai hoàn toàn hoang mang bởi vì triển lãm của công ty sắp bắt đầu mà cô và Po lại là người phụ trách chính, cả hai đều không tham gia thì hậu quả ra sao khỏi cần nghĩ. Quả nhiên sau khi triển lãm kết thúc, sinh con đã lấy chuyện này làm cái cớ để yêu cầu trực tiếp sa thải Po. Nai lập tức đứng ra, bày tỏ rằng trong chuyện này cô cũng có trách nhiệm. Sinh con tức giận nói, sao cô lại ra mặt bảo vệ anh ta, không phải cô nên đứng về phía tôi hay sao?
Nhưng có chuyện mà họ không thể ngờ là Pajami và người phụ nữ được giúp đỡ kia lại xuất hiện cùng nhau. Hóa ra đây là vị hôn thê của hoàng tử Ả Rập. Cô gái này sẽ đóng vai trò gì trong kế hoạch trả thù của sinh con? Hãy cùng đón chờ phần sau nhé! Ngày đầu tiên làm ở vị trí mới, Po đã cứu được vợ sắp cưới của hoàng tử, lại mang về cho công ty một hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Việc cung cấp trang sức vàng bạc quý giá trong hôn lễ của hoàng tử đều sẽ để công ty họ đảm nhận. Hơn nữa, Hoàng Phi cũng rất hài lòng với việc phục vụ của Po, việc này làm mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo trong cuộc họp hội đồng quản trị, ông Pajami muốn chọn ra người phụ trách hạng mục này. Sinh con tự tin cho rằng mình là nhân viên đã làm ở công ty từ lâu, lần hợp tác này nên để anh ta phụ trách. Ông Pajami quay lại hỏi ý kiến Ned. Po nhìn sang Ned một cái, Ned lập tức nói công ty nên dùng người trẻ nhiều hơn. Nhưng khi nghe câu này, sinh con lại lộ ra vẻ mặt rất khó chịu. Sau khi cuộc họp kết thúc, sinh con lập tức đến gặp Ned, chất vấn cô ta tại sao không giúp mình mà lại đi ủng hộ tên Po kia. Nhưng Ned nói đều là ông Pajami quyết định, hỏi mình cũng chỉ là cho có lệ thôi. Những lời tiếp theo sinh con nói đã hoàn toàn tiết lộ quan hệ giữa hai người. Sinh con nói với Ned, tất cả những việc anh làm đều là vì hai chúng ta. Ned nói, em biết, anh chỉ cần tống cổ bố con ông ta đi là chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Thì ra, đây là nguyên nhân mỗi lần sinh con gặp Po đều rất khó chịu. Nhưng hai người không hề biết là Po từ lâu đã biết quan hệ của họ. Nhưng trong lòng Ned, người cô ta thực sự thích là Po, còn sinh con chỉ để lợi dụng mà thôi. Sau khi sinh con đi, cô ta lại lập tức gọi điện thoại cho Po, nói tôi rất nhớ cậu. Po nói hôm nay không được rồi, tôi còn phải tăng ca. Sau khi nói chuyện xong, Po vào làm việc cùng Nai, hai người làm việc đến đêm muộn. Po đi về trước thấy ngoài trời đang mưa lớn, bỗng nhiên nhớ đến Nai còn ở đây nên để ô dưới sảnh cho cô, còn mình thì đội mưa đi về. Nai làm xong việc đi xuống thì thấy một chiếc ô đã để sẵn ở đó. Dần dần, hai người tiếp xúc càng lúc càng nhiều, Nai cũng có cái nhìn khác về Po. Lúc Po kiểm tra dự toán hạng mục của công ty, phát hiện số tiền báo cáo và thực tế chi ra không đồng nhất mà người xét duyệt cuối cùng chính là sinh con. Nai đến tìm anh ta hỏi tình hình, anh ta lại tỏ ra là mình không biết gì cả. Sinh con nói, tôi một lòng vì công ty, cô đang nghĩ tôi tham ô sao? Nai nói tôi không hề nghĩ như vậy, vì thế mới muốn anh kiểm tra lại một chút. Sinh con nói là vì thư ký của mình lơ là, không kiểm tra kỹ, vì thế Nai cũng không truy cứu nhiều nữa. Nhưng sinh con biết tất cả đều là trò của Po, bởi vì trước đây anh ta cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng chưa có lần nào bị phát hiện. Sau đó, sinh con đến tìm Po đừng lo chuyện bao đồng, nếu không tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Nhưng Po không những không quan tâm đến lời nói của sinh con. Mà trong cuộc họp của công ty, anh ta còn cố tình nói trước mặt ông Pajami, thư ký của anh sinh con. Việc liên quan đến tính toán trong hôn lễ của hoàng tử lần này đừng để xảy ra sai sót nữa, nếu không tôi sẽ không thể bàn giao công việc đúng giờ được. Thấy Po đang muốn đối đầu với mình, sinh con lấy cớ để đuổi anh ta đi. Không ngờ ông Pajami lại gọi anh ta lại, hỏi tôi muốn biết đang có chuyện gì. Po nói giá nguyên liệu mua vào không khớp với giá thực tế, tôi đoán là lỗi của anh sinh con, chắc anh ấy cũng không cố ý đâu. Ông Pajami nghe thấy vậy, yêu cầu sinh con tạm thời dừng công việc mình đang làm. Rõ ràng Po làm vậy đã chọc tức sinh con. Lúc anh tan làm, vừa đi xuống bãi đỗ xe thì bị sinh con gọi người đến đánh và đe dọa Po ngày mai phải tự nghỉ việc, nếu không gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Nhưng chỉ mỗi như vậy, Po hoàn toàn không hề để tâm bởi vì anh ta đã lên kế hoạch suốt bao nhiêu năm mới đợi được cơ hội trả thù này. Bất cứ ai cản đường anh ta trả thù, anh ta cũng sẽ tìm cách diệt trừ đối phương. Nhưng sinh con không hề biết chuyện này, hắn ta không ngờ là Po không những đi làm bình thường mà còn thiết kế ra một chiếc dây chuyền mới. Việc này làm Hoàng Phi vô cùng hài lòng, bây giờ chỉ cần đưa cho xưởng hoàn thành nữa là xong. Ông Pajami cũng rất vui mừng bởi vì một khi lần hợp tác này thành công, không những sẽ nhận được lợi ích lớn mà có thể làm công ty vươn xa ra tầm quốc tế. Vì thế, ông Pajami lập tức quyết định giao khách hàng mà Po liên hệ với Hồng Kông cho hai người phụ trách. Chỉ cần liên hệ thêm một chút, lần giao dịch này cũng sẽ có thể hoàn thành thuận lợi. Bỗng nhiên Nai phát hiện chiếc hộp có một vết xước. Lúc này sinh con đi vào, nói mình đã sắp xếp xong người hộ tống hàng rồi. Tất nhiên, hắn ta sẽ không có lòng tốt như vậy. Sau đó, trợ lý của Nai cầm theo hàng, dưới sự hộ tống của bảo an đến nơi giao dịch, còn Po và Nai thì đến đó trước. Thấy đã quá giờ giao dịch, Nai chỉ có thể lên tầng đợi trước. Sau đó trợ lý đến dưới sảnh, đúng lúc này lại xảy ra va chạm với một người đang đẩy đồ. Trong lúc loạn lạc, bảo an đưa chiếc hộp cho trợ lý, mọi người mau chóng chạy lên tầng. Nhưng Po đã nhận ra điều bất thường, anh ta nhìn kỹ, phát hiện trên xe đẩy có một chiếc hộp tương tự. Po không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo đối phương. Hai người xảy ra giằng co, sau đó Po bị đá ngã ra đất, cuối cùng không lấy lại được hàng. Lúc Nai chuẩn bị mở hàng ra thì phát hiện nó đã bị đánh cháo, việc này làm cô vô cùng lo lắng. Sinh con đứng bên cạnh vô cùng đắc ý, nhưng khách hàng thì không hề vội vã. Lúc này Po đến, nói Nai, để tôi đến xem. Nai biết đây đều là đồ giả, nhưng lúc khách hàng nhìn thấy nó thì lại nói, đây là cái gì? Nai đang vô cùng lo lắng, thì ông ấy lại nói tiếp, còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nữa, tôi sẽ mua hết. Sinh con nghe vậy thì giật mình, hỏi khách hàng ông xác định không cần kiểm tra thêm sao. Po liền nói, sao thế, lẽ nào bên trong đều là đồ giả sao? Lúc này sinh con á khẩu, không nói được gì nữa. Tại sao rõ ràng khách hàng biết là đồ giả, nhưng vẫn dùng một số tiền lớn để mua như vậy? Một viên kim cương nhựa nhưng được bán với giá 100 triệu. Người đàn ông biết rõ nó là giả, nhưng vẫn mua hẳn một vali.
nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là người đàn ông chỉ là nhân viên bình thường, ông chủ thực sự chính là Bo. Vali đựng kim cương bị đàn em của sinh con cướp đã được anh ta cho người lấy về. Nhân viên không hiểu tại sao anh ta làm như vậy. Thực ra Po đang muốn gây ra hỗn loạn, sau đó mình lại đứng ra giải quyết vấn đề, từng bước nhận được sự tín nhiệm của ông Pajami. Như vậy mới có thể tiếp cận đến nội bộ công ty, đạt đến mục đích phá tan cơ nghiệp của ông Pajami. Sinh con lại bắt đầu đổ lỗi cho thư ký, bây giờ tôi sẽ lập tức đuổi việc cô. Nai nói đó không phải cách đâu chú, bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề. Sinh con nói, nếu đã như vậy thì làm theo lời cháu nói đi. Rồi anh ta quay sang nói với thư ký, đợi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ xử lý cô sau. Nai đơn thuần không hề nhận thấy điểm bất thường, nhưng Po thì nhìn rõ hơn ai hết. Sau đó hai người đi đến công xưởng. Bởi vì họ chỉ còn thời gian một ngày, nếu không thể làm xong đúng thời gian, vậy thì tất cả hợp đồng trước đó đều sẽ bị hủy. Nai tăng ca cùng công nhân đến nửa đêm, cuối cùng đã làm xong trước khi trời sáng. Cô tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết một, sau khi đảm bảo không có sai sót nào, họ bắt đầu lên đường đến sân bay. Nhưng lúc đến đoạn lên cao tốc, chiếc xe chở dây chuyền lại quay về hướng ngược lại. Quả nhiên sinh con lại ra tay rồi. Hắn ta đã mua chuộc tài xế từ trước, mục đích là để ngăn cản giao dịch này. Po và Nai phát hiện điều bất thường, ép chiếc xe kia dừng lại. Sau đó Po xông ra ẩu đả với đối phương, ném hắn ngã ra đất. Đồng bọn thấy vậy cầm súng xông ra, nhưng cũng bị hạ gục. Thấy kế hoạch thất bại, chúng mau chóng bỏ chạy. Trợ lý cầm vali đựng dây chuyền lên xe, ba người tiếp tục đến sân bay, nhưng thời gian còn lại của họ không nhiều nữa. Lúc họ nghĩ đã an toàn, việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Một người thần bí đi xe mô tô xuất hiện, vượt lên trước giải đầy đinh xuống đường. Lúc họ phát hiện ra thì xe cũng đã bị thủng lốp. Lúc này Nai vô cùng lo lắng, bởi vì bây giờ đã muộn giờ giao hàng rồi. Cùng lúc đó, một người thần bí đến gặp Hoàng Phi và giao dây chuyền cho cô. Còn Nai nhận được điện thoại của bố, nói giao dịch bị hủy rồi, bảo cô lập tức quay về. Nhưng mọi người không thể ngờ là, người thần bí ban ngày ngăn cản họ bây giờ lại xuất hiện ở quán bar mà người anh ta gặp chính là Bo. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Bo, mặc dù anh ta biết sinh con sẽ ngăn cản giữa đường. Nhưng để đảm bảo giao dịch không được hoàn thành thuận lợi, vì thế anh ta mới sắp xếp người của mình đến trợ giúp. Người đến sân bay giao dây chuyền cho Hoàng Phi cũng là người của anh ta. Rất nhanh báo đã đưa tin việc hoàng tử hủy hợp đồng, việc này khiến công ty chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì chuyện này, ông Pajami phát bệnh tim phải vào bệnh viện. Sau khi biết tin, Po một mình đến bệnh viện. Nhìn người bố đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh ta lộ ra nhiều biểu cảm phức tạp, sau đó không kìm được mà rơi nước mắt. Anh ta nhớ lại cuộc sống của hai bố con trước đây. Nhưng đúng lúc này, Nai lại đẩy cửa đi vào. Anh ta vội vàng lấy lại bình tĩnh, rồi nói rất thản nhiên, ông ấy cần nghỉ ngơi, chắc là không nên làm phiền thì hơn, nói xong thì quay người rời đi. Nhưng chính câu nói này làm Nai cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô, quan hệ giữa Po và mẹ nuôi không bình thường. Trước đó, nhân lúc mẹ nuôi say, lại cố tình gọi điện thoại cho bố, muốn chia rẽ quan hệ của hai người. Vì thế cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao lúc anh ta nhìn thấy bố mình bị bệnh lại tỏ ra quan tâm như vậy. Nhưng Po lại tỏ ra không quan tâm, nói mình chỉ đến xem trò vui mà thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, bạn trai của Nai là Gian bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta vừa đến lại buông lời chế giễu Po, đúng là thính như chó nhỉ, sao ở đâu cũng có mày vậy. Po nói, tôi cảnh cáo anh nên cẩn thận những gì mình nói. Sau khi Po rời đi, điện thoại của Gian có người gọi đến, anh ta lấm la lấm lét trốn vào một góc. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói ve vãn của một cô gái, mà cô gái đó là người mà anh ta gặp hôm qua ở quán bar. Sau khi nghe máy, Gian nói, anh đang ở bệnh viện, đi thăm bố của bạn, chỉ là người dưng thôi, không biết sẽ chết lúc nào. Thực ra anh đâu có muốn đến, tối nay chúng ta gặp ở chỗ cũ nhé. Anh ta không hề biết, Po đang đứng phía sau theo dõi từng hành động của mình. Bây giờ Ned càng thêm ngông cuồng, thậm chí còn gặp riêng sinh con ở nhà. Sinh con nói với Ned, lần này ông Pajami đổ bệnh, chắc cũng sắp về gặp tổ tiên rồi. Như vậy chúng ta cũng sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau. Lúc hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài lại có tiếng cãi vã. Ned vội vàng đi ra xem có chuyện gì, phát hiện đó chính là chị và cháu gái của mình. Nhưng cô ta không những không vui, mà còn rất ghét bỏ. Rõ ràng giữa hai người cũng có bí mật gì đó, mà bí mật này nếu để người khác biết được, có thể Ned sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có. Nếu chủ nhân có lòng tốt thu nhận giúp việc nghèo, nhưng Ned không những không biết ơn mà còn làm ra việc tán tận lương tâm. Ngày thứ hai đến ở nhà giàu, đã tỏ ra bộ dạng đáng thương để mê hoặc chủ nhân. Sau đó, cô ta đến tìm chị gái, bảo chị nói ra việc mình đã mang thai. Ông Pajami biết tin vô cùng vui mừng, nhưng ông ấy không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Ned. Sau đó, cô ta lại bày kế để hại chính thất. Thấy ông Pajami đi đến, cô ta từ từ đi lại gần cầu thang, rồi buông lời mắng nữ chủ nhân. Tiếp theo còn tự cầm lấy tay bà chủ túm vào áo mình, làm ra vẻ như bị bắt nạt, cố tình lăn xuống cầu thang. Sau khi ông Pajami chạy đến, cô ta tỏ ra vô cùng đáng thương. Lúc đến bệnh viện, cô ta bảo chị gái làm giả kết quả kiểm tra, thông báo với ông Pajami cô ta đã bị sảy thai. Thấy ông Pajami đã tin là thật, hai người vô cùng đắc ý. Dưới kế hoạch của Ned, mẹ con Po đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng sau khi cô ta từ người giúp việc trở thành phu nhân tài phiệt thì lại bắt đầu lộ ra bản tính. Tính cách cũng rất khó chịu, thậm chí chỉ vì một chút chuyện nhỏ đã muốn cãi nhau. Việc này làm ông Pajami có những lúc đã cảm thấy hối hận. Nhưng ông ấy càng đau đầu hơn là Ned lại gây ra một tai nạn nghiêm trọng.
Ông ấy chạy đến kiểm tra tình hình thì phát hiện trong xe đối phương còn có một cô bé. Ông ấy ôm cô bé ra đưa cho Ned, nhưng không may là bố mẹ cô bé đều đã qua đời. Để che giấu việc gây tai nạn, sau đó Ned đã tìm đến cô của cô bé, nói mình và chồng không có con nên muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Ned nói với cô bé, cô thích trẻ con lắm, nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ tốt hơn bố mẹ ruột của con nữa. Hơn nữa, người cô còn ở bên cạnh nhấn mạnh là cô Ned đã mạo hiểm tính mạng để cứu con từ trong xe ra. Nhưng cô bé không hề biết cô của mình đã nhận tiền của Ned để ngụy tạo nguyên nhân vụ tai nạn. Sau chuyện này, người cô cũng cầm tiền ra nước ngoài sinh sống. Mà cô bé năm đó giờ chính là Nai, đây cũng chính là nguyên nhân mà Ned ghét như vậy. Nhưng Nai thì vẫn không biết chân tướng sự việc, vì thế cô rất cảm kích ơn dưỡng dục của hai người. Trong thời gian bố bị bệnh, ban ngày Nai đến công ty làm việc, tối thì ở bệnh viện chăm sóc bố. Cuối cùng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cô, bệnh của bố cũng đã dần ổn định. Nhưng ngày ông ấy xuất viện, Ned lại bắt đầu bày trò. Sinh con tới nói với Pajami, phu nhân đã chuẩn bị cho ông y tá riêng ở nhà rồi. Như vậy, Ned đã dễ dàng sắp xếp chị gái và cháu về nhà ở. Không chỉ như vậy, còn trả lương theo giá cao nhất thị trường. Chị của Ned vừa vào nhà, đã lên mặt chống đối Nai, nhìn thấy cô làm bữa tối cho bố. Cô ta lấy lý do mình là y tá, nói đồ ăn sau này của ông Pajami cần phải có sự đồng ý của mình mới được. Sau đó trực tiếp đổ đi ngay trước mặt Nai. Nhưng Ned cũng không có ý kiến gì với việc này, còn sắp xếp cháu gái Gina đến làm ở công ty. Lúc tan làm, sinh con đến tìm cô ta nói thẳng, tôi biết giờ cô đang thiếu tiền, chỉ cần giúp tôi một việc, thù lao của cô sẽ không nhỏ. Vì không cảm nhận được tình yêu thương ở gia đình, vì thế Nai dành toàn bộ tâm trí cho công việc, muốn tạo ra thành quả để chứng minh bản thân. Để không phụ hy vọng của bố nuôi, cô đã tìm về cho công ty một hợp đồng có tiềm năng. Sau khi làm xong kế hoạch, cô và Po đến tìm ông Pajami để báo cáo, nhưng ông Pajami bảo hai người đợi thêm lát nữa bởi vì sinh con cũng đang chuẩn bị có dự án cần báo cáo. Sau khi nghe xong báo cáo của sinh con, hai người nhận ra nó giống hệt với báo cáo mình chuẩn bị. Hơn nữa, dự toán kinh phí của sinh con lại thấp hơn. Ông Pajami quyết định để cho sinh con phụ trách lần này. Po thấy Nai buồn bã như vậy lập tức phản bác, sao ông có thể chắc chắn sinh con sẽ làm tốt hơn. Pajami liền nói, ít nhất cậu ta cũng chưa từng gây ra tổn thất lớn cho công ty giống như hai người. Rõ ràng trong lòng ông Pajami vẫn còn nhớ vụ dây chuyền của Hoàng Phi. Sau đó lúc về nhà đi qua phòng Gina, Nai nghe được một sự thật làm cô vô cùng bất ngờ. Trong phòng, Gina đang nói với mẹ, hôm nay, kế hoạch của chú sinh con được chấp nhận đều là vì con đưa tài liệu cho chú ấy. Lúc này Nai mới hiểu, hôm qua nhìn thấy Gina trong phòng mình là cô ta đang chụp trộm bản kế hoạch. Cô kéo Gina đi, muốn nói với bố tất cả sự thật. Lúc ba người đang giằng co, bỗng nhiên Ned đi đến, cô ta hét lên đang xảy ra chuyện gì. Nai nói, nó chụp trộm kế hoạch của con, sau đó giao cho chú sinh con phải cho bố biết sự thật. Nhưng chị của Ned gào mồm lên nói chỉ là hiểu lầm. Thấy Ned vẫn còn do dự, cô ta nói bằng giọng uy hiếp, em lựa chọn tin cháu ruột hay đứa con nuôi kia. Vì chị gái đang nắm thóp mình, nên Ned chỉ có thể ngăn cản con gái, con muốn tự dừng lại hay muốn ăn bạt tai trước mặt họ, cút đi. Việc này làm Nai cảm thấy rất đau lòng, cô không hiểu năm đó mẹ nuôi bất chấp nguy hiểm cứu mình, sau đó còn nhận nuôi mình, tại sao bây giờ lại biến thành như vậy. Sau đó Ned đến tìm Gina, nói mình biết chắc chắn Nai không nói dối, cảnh cáo Gina sau này tránh xa sinh con một chút. Nghe xong những lời này, Gina cảm thấy vô cùng ấm ức. Buổi tối, cô ta một mình đến quán bar chơi, đúng lúc này cảnh sát đến kiểm tra. Lúc đang bị tra hỏi, thì trên người cô ta lại rơi ra mai thúy. Chị gái vội vàng chạy đến tìm Ned, bảo cô tìm cách cứu Gina. Không còn cách nào, Ned chỉ có thể chạy khắp nơi cầu cứu, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. Sau đó Ned đến tìm Po, kể lể người thân mang đến bao nhiêu phiền phức cho mình. Biết chuyện, Po đã nói ra những lời làm Ned vô cùng cảm động. Việc này Po có thể giúp Ned xử lý, Ned hỏi cậu giúp được sao? Po liền đáp, đừng nói là giúp, người tôi thích nhất chính là Ned, việc của Ned cũng là việc của tôi. Nhưng Po muốn giúp đỡ Ned là để cô ta hoàn toàn lún sâu trong trò chơi tình ái này. Sau khi hiểu rõ tình hình, Po tìm đến người quản lý quán bar, nhưng chỉ xem được một phần đoạn camera. Là người trong thương trường nhiều năm, anh ta lập tức hiểu ý đối phương, sau khi đưa tiền mới có thể xem được toàn bộ. Thực ra Mai Thúy không phải của cháu gái Ned, mà là người phụ nữ biết cảnh sát kiểm tra nên cố tình bỏ vào túi cô. Nhưng không ngờ là người phụ nữ đó lại đến cùng bạn trai của Nai, lần này thì có kịch hay để xem rồi. Gian vẫn luôn chống đối Po, vì thế lúc đến cục cảnh sát, anh cố tình gọi Nai đi cùng. Vừa cứu được Gina ra, lại để Nai nhìn thấy bạn trai đang ở cùng một người phụ nữ khác. Đây đúng là chiêu một mũi tên trúng hai đích. Vì qua một thời gian tiếp xúc dài, Po cũng đã nảy sinh tình cảm với Nai. Sau khi biết bộ mặt thật của Gian, trùng hợp là cô lại vô tình nhìn thấy hai người. Lúc này, cô đã hoàn toàn thất vọng. Nhìn thấy Nai, Gian vội vàng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng Nai không nghe và tát anh ta. Gian không muốn để mất Nai, lúc anh ta đến công ty lại vô tình gặp Po. Po nói với Gian, anh nghĩ bây giờ cô ấy sẽ quan tâm đến anh sao? Gian liền nói liên quan gì đến mày? Po nói, anh nghĩ anh làm mấy chuyện ghê tởm đó, người khác sẽ không biết gì à? Lúc này Gian tức giận, túm cổ áo ép Po vào tường, nhưng Po hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn. Đúng lúc này Nai bỗng nhiên đi ra, cô lạnh lùng nhìn Gian, nói thẳng sau này hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa, mình cũng sẽ không gặp lại anh ta. Việc này làm Po vui thầm trong lòng, nhưng Po không ngờ là Gian vẫn chưa chịu từ bỏ.
anh ta nhân lúc Nai tan làm, lại đến bãi đỗ xe níu kéo cô. Nai không muốn nói nhiều nữa, nhưng gian mượn rượu đã ôm lấy cô. May mà lúc này Po kịp thời xuất hiện, lôi hắn ta ra. Sau đó hai người lại xông vào ẩu đả, Nai vào kéo Po ra và nói như vậy là đủ rồi. Nai đau lòng nhìn Po, xin lỗi, anh lại vì tôi mà bị thương rồi. Po nói không sao mà, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại làm Nai vô cùng cảm động. Rõ ràng khoảnh khắc đó, hai người đều đã nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng sự việc vẫn chưa dễ dàng kết thúc. Nơi khai thác khoáng sản của công ty ông Pajami xảy ra tai nạn, công nhân ồ ạt kéo đến công ty đòi tiền chữa trị. Nhưng công ty lại không có ai ra mặt, chỉ để một mình Nai xử lý. Chắc chắn việc này không phải ngẫu nhiên, mà phía sau còn ẩn chứa một âm mưu lớn hơn. Vì nơi khai thác khoáng sản của công ty xảy ra tai nạn, Nai phải ra mặt giải quyết, nhưng bị công nhân dùng trứng gà ném tới tấp. Thấy tình hình đang không thể kiểm soát được, Po chỉ có thể lao ra, không màng nguy hiểm bảo vệ cô, việc này làm Nai vô cùng cảm động. May là lúc này bảo vệ kịp thời đàn áp, mới không xảy ra chuyện gì lớn hơn, nhưng Nai vẫn kiên quyết muốn đi giải thích rõ ràng. Po nắm tay kéo cô lại, khuyên cô tạm thời đừng lên ra mặt, đợi điều tra rõ rồi mới tính sau. Nhưng Nai vì không muốn phụ lòng tin tưởng của bố nuôi, vẫn quyết định ra làm rõ. Sau đó, cô lấy thân phận giám đốc, nói ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, sẽ đưa ra kế hoạch bồi thường nhanh nhất. Lúc này mới khuyên được công nhân gây chuyện đi về. Nhưng Nai không hiểu nguyên nhân sự cố mà sinh con nói với mình là vì công nhân sử dụng thang máy hỏng nên mới dẫn đến sự cố này. Nhưng công ty vừa mua thang máy mới, cách giải thích này thật quá vô lý. Vì thế Nai quyết định đích thân đến mỏ khoáng kiểm tra, nhưng lại bị sinh con và mẹ nuôi ngăn cản. Hơn nữa, hai người còn điều hết tất cả xe của công ty đi. Nhưng càng như vậy, Nai lại càng cảm thấy bất thường. Sau đó, Po đã đề nghị đưa mọi người đến mỏ khoáng, nhưng vừa đi được nửa đường thì xe đã bị xịt lốp. Nơi này cũng chính là hiện trường năm đó cả nhà Nai xảy ra tai nạn. Nhưng lúc đó cô còn nhỏ, không thể nhớ được chi tiết tình hình sự việc, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại chút ký ức. Nhưng cô không biết nguyên nhân vụ tai nạn. Nai nói với Po, nếu hôm đó không phải mẹ nuôi mạo hiểm cứu tôi ra, có thể tôi đã chết ở đó rồi. Lúc này Po mới biết nguyên nhân mà từ trước đến giờ Nai tôn trọng bố mẹ nuôi như vậy. Sáng hôm sau, họ tiếp tục xuất phát, nhưng đến nơi vẫn bị ngăn cản, mà tất cả đều là kế hoạch của sinh con. Anh ta không muốn Nai đến mỏ khoáng, bởi vì nhiều năm nay anh ta không những tham ô tiền tài của công ty, mà còn lợi dụng việc công nhân bị thương để lừa tiền bồi thường. Nai nói thẳng, lần này cô đến điều tra là để đảm bảo an toàn cho mọi người. Hơn nữa, công ty sẽ chủ động chịu trách nhiệm tiền phí chữa trị. Công nhân nghe thấy vậy mới đồng ý cho họ vào. Nhưng Po lại nhận ra bất thường. Quả nhiên, sau khi vào kiểm tra thì không có manh mối gì, tài liệu còn lại cũng chỉ là những thứ sinh con cố tình để lại. Nhưng tất cả đều đã bị Po chú ý đến, anh biết công nhân dẫn đầu lúc nãy có vấn đề, vì thế đã đi theo đối phương đến chỗ để xe. Po nói đúng là người có tiền nhỉ, mỏ khoáng vừa bị đóng, anh lấy tiền đâu mua xe thế, anh ta liền nói liên quan gì đến mày. Po nói với anh ta, tôi chỉ muốn biết ai đã cho ông tiền bịt miệng thôi. Thấy sự việc đã bại lộ, người đàn ông lập tức quay người bỏ chạy, Po cũng đuổi theo sát phía sau. Nhưng lúc này, tai nạn đã xảy ra. Liên tiếp xảy ra sự cố, không những làm công ty tổn thất nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến việc ký các hợp đồng tiếp theo. Một khi công ty mất đi quyền khai thác, cũng có nghĩa là trong ngành trang sức, công ty của ông Pajami không còn sức cạnh tranh, thậm chí còn phải đối mặt với việc phá sản. Xảy ra nhiều chuyện như vậy làm Nai vô cùng lo lắng. Nhưng Nét không những không quan tâm mà còn nói một câu thế này, con đi tìm Gian đi, chỉ cần nói ngon ngọt với nó một chút, bố nó ra mặt là vấn đề sẽ được giải quyết. Nai nghe thơ không hề biết chuyện này Gian sẽ không giúp được gì, nhưng hắn ta vẫn lừa Nai, thậm chí còn đưa ra yêu cầu rất vô lý. Gian nói, việc này có thể giải quyết hay không, phải đi vào phòng nói chuyện, ở đây không tiện. Vì công ty, cô chỉ có thể đồng ý. Lúc này Po cũng đang ở đây theo dõi cô và vì cô mà đưa ra một quyết định chưa bao giờ làm. Để báo đáp bố nuôi, Nai quyết định hy sinh bản thân, nhưng may là trong phút cuối cùng cô vẫn còn giữ được giới hạn, không để Gian đạt được ý đồ. Cô thất thần đi ra khỏi thang máy, thấy Po đã đứng bên ngoài từ lâu. Anh ta ôm lấy cô an ủi, sau đó dùng giọng điệu trách mắng nói, việc này Gian không chắc sẽ giúp được, tại sao phải dùng cách này để giải quyết. Nhưng những lời của Nai lại làm anh ta vô cùng kinh ngạc, vì cô không có cách nào khác. Một khi mất đi quyền khai thác khoáng sản, công ty sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Cô không thể để việc này xảy ra, vì thế chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Po thì biết rất rõ, chính là sinh con đứng phía sau vụ này. Vốn dĩ đây là cơ hội tốt nhất để trả thù, vì dựa vào thực lực của công ty ở Hồng Kông của mình. Anh ta có thể dễ dàng lấy được quyền khai thác về tay, từ đó hoàn toàn đánh sập công ty của ông Pajami. Nghĩ đến đây, anh ta tìm đến chủ nhân của mỏ khoáng. Đối phương biết công ty Po ở Hồng Kông rất có thực lực, nhưng ông ấy lại nói muốn cho người khác thuê. Po biết đây chỉ là thủ đoạn để tăng giá, Po bình tĩnh nói, tôi biết ông đang chuẩn bị đầu tư ở Hồng Kông nhưng lại thiếu sự ủng hộ của công ty lớn, về việc này tôi có thể giúp ông hết mình. Nghe thấy vậy, người đàn ông đã không còn do dự nữa, ông ta nói việc này để đổi lại việc cho thuê mỏ khoáng sao. Po nói đúng, nhưng là tiếp tục hợp đồng với công ty của ông Pajami. Người của anh ta không thể hiểu được cách làm này, chỉ còn chút nữa là phá tan công ty ông Pajami, không hiểu sao ông chủ lại từ bỏ như vậy. Bản thân Po cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, mục đích anh ta quay lại chính là để trả thù. Nhưng lúc nhìn thấy Nai đáng thương như vậy, lại không kiềm chế được muốn bảo vệ cô. Anh ta không ngờ mình âm thầm giải quyết xong mọi việc, nhưng mọi người lại nghĩ là Gian giúp đỡ.
Sau đó Gian còn tìm đến gặp ông Pajami. Ông Pajami nói cảm ơn Gian và bố Gian đã giúp đỡ. Gian ngạc nhiên không hiểu gì, ông Pajami liền nói là việc ở mỏ khoáng. Nghe vậy, Gian mặt dày nói đây chỉ là chuyện nhỏ, vì nay mình nguyện làm tất cả mọi việc. Lần này đến cũng là để bàn chuyện đính hôn của hai người. Ông Pajami không biết chuyện rất vui mừng, nhưng nay đã biết rõ bộ mặt của Gian, không muốn ở bên cạnh anh ta một giây, một phút nào nữa. Gian nói là anh đã giúp em giải quyết chuyện hợp đồng, giống như cứu sống công ty một lần vậy. Thế nay vẫn chưa đồng ý, anh ta còn uy hiếp cô, nói mình có thể ra tay giúp đỡ, thì cũng có thể làm công ty mất đi những gì đang có. Nay hoàn toàn không biết chân tướng sự việc, không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý kết hôn. Ngày hôm sau Gian còn cố tình đến công ty, công bố trước mặt Po và mọi người việc đính hôn. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện ở mỏ khoáng là do Po xử lý. Po đứng dậy bỏ đi, hắn ta còn tiếp tục chế giễu, nói với Po tôi có việc muốn làm phiền anh. Ngày tổ chức hôn lễ, tôi vẫn chưa tìm được người bê đồ, việc này rất hợp với tên nghèo hèn như anh đấy. Lần này Po không nói nhiều, mà chỉ quay người rời đi. Sau đó, Nai đến tìm anh ta cảm ơn vì đã giúp đỡ mình. Nhưng lần này chuyện ở mỏ khoáng mắc nợ Gian, đây cũng là nguyên nhân cô đính hôn với hắn. Po nghe xong lạnh lùng nói, sự giúp đỡ của tôi không bằng người yêu cô. Từ nay về sau, cô cứ cảm ơn anh ta đi, sau này tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Nai cảm thấy rất có lỗi với Po, nhưng cô không biết rằng thứ đang chờ đợi mình là một âm mưu lớn hơn. Sau khi được nhận nuôi, Nai chưa ngày nào được mẹ nuôi yêu thương, từ nhỏ đến lớn đều phải chịu ấm ức. Sau khi lớn lên lại vì công ty mà gả cho một tên sở khanh, vì bố của Gian chính là một quan chức cấp cao ở đây. Nhưng lúc hai người đang trao nhẫn đính hôn, mẹ Gian nhận được một tờ giấy, trên đó viết Nai là được nhận nuôi, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với ông Pajami. Việc này làm bà ấy vô cùng tức giận, bà ấy không thể chấp nhận con trai tùy tiện cưới một người không có danh phận. Thấy sự việc diễn ra đúng ý mình, Nét đứng một bên cười vô cùng đắc ý. Ông Pajami cảm thấy bất thường, sau đó hỏi Nét có phải cô ta làm không. Nhưng Nét tất nhiên không thừa nhận, nói tất cả đều là lỗi của ông Pajami. Nếu trước đây đăng ký kết hôn với cô ta, thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đây chính là việc mà cô ta vẫn giữ trong lòng từ lâu. Cô ta cố tình tác thành hôn sự của Nai, sau đó lại tiết lộ việc Nai là con nuôi ngay trong lễ đính hôn, muốn ép ông Pajami đăng ký kết hôn với mình. Mục đích là để bảo đảm sẽ được nhận một phần tài sản. Nhưng trong lòng ông Pajami vẫn chưa quên được vợ cũ và con trai. Sau đó ông gọi Sinh Con đến, bảo anh ta tiếp tục điều tra tung tích của vợ cũ. Nhưng Sinh Con nói trước đó đã tìm kiếm nhiều lần, nhưng không có manh mối gì. Ông Pajami vẫn kiên quyết phải tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ngờ lần này Sinh Con đã tìm ra manh mối. Tài liệu của thám tử điều tra cho thấy, 15 năm trước có một ông chủ Hồng Kông đưa vợ và con ông Pajami đi. Nhưng không lâu sau vợ cũ ốm nặng qua đời, còn tung tích của cậu bé thì trước mắt không có thông tin gì. Sau khi biết chuyện, Sinh Con dặn dò thám tử tiếp tục bí mật điều tra và không được nói với bất cứ ai. Rõ ràng Sinh Con còn đang lên kế hoạch cho một âm mưu khác. Sau đó, anh ta đến báo cáo với ông Pajami, năm đó hai mẹ con họ lên thuyền đi Hồng Kông nhưng đã gặp tai nạn trên biển, hai người đều đã mất từ 15 năm trước rồi. Nghe tin này, ông Pajami vô cùng buồn bã, lẽ nào ông ấy sẽ phải cô độc đến già sao? Bây giờ căn bản không có một người thân thật sự thấu hiểu ở bên cạnh. Sau khi ra ngoài, Sinh Con cười rất đắc ý, lúc chuẩn bị rời đi thì gặp Nai đi về. Anh ta dặn dò cô đừng làm phiền ông Pajami nghỉ ngơi, việc này làm cô cảm thấy bất an, nghĩ rằng vì việc của mình mới làm tâm trạng của bố không tốt. Nhưng trong lòng cô hoàn toàn không muốn lấy Gian, vì thế việc hủy hôn lễ cũng không có vấn đề. Nghĩ đến đây, cô quyết định không nên quấy rầy bố nữa. Nhưng ngày hôm sau cô vào phòng bố lại không thấy bố ở trong phòng. Ông Pajami đã từng đuổi vợ con để cưới giúp việc, nhưng càng về già, ông ấy càng nhớ nhung vợ cũ. Nhìn bức ảnh gia đình, ông ấy không khỏi nhớ lại cuộc sống hạnh phúc trước đây, cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng tất cả đều do mình tự tay hủy hoại, nếu thời gian quay lại, anh sẽ không bỏ em và con. Ông ấy cứ ngồi ngẩn ngơ ở đây cả một ngày. Vì không tìm được bố Nai vô cùng lo lắng, cô chỉ đành gọi điện thoại cho Po. Hai người đi về căn nhà cũ ở quê, quả nhiên đã tìm thấy ông Pajami. Thấy Nai và Po cùng đến, Pajami cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều. Nai nghĩ là vì chuyện của mình nên bố mới sầu não như vậy. Nhưng ông Pajami nói mình chỉ nhớ lại chút chuyện buồn mà thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, Po đã phát hiện ra điều bất thường, anh ta vội vàng gọi ông Pajami đứng dậy. Lúc họ đang chuẩn bị chạy trốn thì người bịt mặt đã xông vào phòng, không nói nhiều trực tiếp nổ súng. Po túm cổ hắn đẩy ra sàn, đồng bọn xông vào đánh cũng bị Po hạ gục. Nhưng lúc đang kiểm tra xem ông Pajami có bị thương không, Po đã bị người đàn ông đánh lén ngất đi. Thấy sự việc vô cùng nguy cấp, không nghĩ nhiều được nữa, ông Pajami giơ súng lên bắn. Sau khi đuổi được bọn người kia đi, họ đến bệnh viện kiểm tra, may là Po không gặp nguy hiểm gì lớn. Lúc này, ông Pajami vô cùng cảm động, lần này cậu đã cứu tôi nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp cậu. Lúc Nét biết tin này, cô ta lập tức nhận ra điểm bất thường. Vì hành tung của ông Pajami chỉ có cô ta và Nai biết, nhưng cô ta đã vô tình nói cho Sinh Con biết, rõ ràng những việc này có liên quan đến Sinh Con. Cô ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, vội vàng làm ra bộ dạng đau lòng nói với ông Pajami, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Nếu anh có chuyện gì, em biết sống thế nào. Sau khi trải qua chuyện này, ông Pajami cũng đã đưa ra quyết định, đó là đăng ký kết hôn với Nét để giải quyết ổn thỏa chuyện hôn lễ của Nai.
Sau đó ông ấy gọi luật sư và cả bố mẹ ra đến, dưới sự chứng kiến của mọi người đăng ký kết hôn, sau đó lại đưa cho Nai ký tên vào. Bởi vì nếu cả hai vợ chồng cùng đồng ý, thì Nai sẽ trở thành con gái hợp pháp của họ và sau này cũng sẽ có quyền thừa kế. Luật sư nói chúc mừng Nai, sau này cô chính là một thành viên của gia đình này rồi. Giải quyết xong việc này, bố mẹ Giang cũng nhắc lại chuyện đính hôn. Ông Pajami vẫn nghĩ người con gái yêu là Giang, vì thế cũng không ngăn cản. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, tình hình sức khỏe của ông ấy cũng đã dần tốt hơn, ông ấy quyết định mau chóng quay trở lại quản lý công ty. Lúc sinh con nghe thấy tin này thì vô cùng lo lắng, bởi vì anh ta đã sắp xếp mọi thứ để nuốt trọn công ty rồi. Quả nhiên ngày hôm sau, ông Pajami vừa đến công ty đã có một đám phóng viên kéo đến. Thì ra sinh con làm việc ở công ty trang sức nhiều năm nhưng lại nợ một số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, anh ta đã không tiếc hại ông chủ của mình. Đầu tiên là tiết lộ cơ mật của công ty, bao gồm cả việc thất bại trong hợp đồng với Hoàng Phi, còn cả việc công nhân bị thương. Sau đó cố tình tìm phóng viên đến để chuyện này truyền ra ngoài. Anh ta gật đầu ra hiệu, phóng viên bắt đầu hành động. Mục đích làm như vậy là để làm giảm giá trị trên thị trường của công ty, từ đó tạo cơ hội cho mình nhân lúc công ty hỗn loạn để mưu đồ cướp đoạt. Nhưng anh ta không ngờ Po đã phát hiện ra điểm bất thường. Anh ta lập tức đưa ông Pajami vào thang máy, còn mình thì chặn trước mặt phóng viên. Thấy kế hoạch thất bại, sinh con chạy đến túm lấy Po, cảnh cáo anh ta đừng lo chuyện bao đồng. Nhưng Po thì không thèm quan tâm, nói anh nghĩ anh là cái gì mà quản tôi, chế giễu xong thì quay người bỏ đi. Thấy Po nhiều lần chống đối mình, lần này sinh con đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó chính là diệt trừ anh ta. Đầu tiên đề nghị ông Pajami bỏ ra chút cổ phần để giúp công ty ổn định hơn, tiếp nhận nguồn vốn từ bên ngoài. Như vậy sẽ có thể giải quyết triệt để nguy cơ. Sau đó anh lại nói mình biết nguyên nhân cơ mật của công ty bị tiết lộ. Nghe xong, ông Pajami lập tức gọi Po đến, nói tôi tuyệt đối không để cậu hủy hoại công ty, nhất định không được, rốt cuộc cậu là ai. Nghe thấy vậy Po vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta không chỉ cứu ông Pajami mà còn giúp ông ấy giải quyết nhiều rắc rối. Tại sao bỗng nhiên ông ấy lại như vậy? Nhưng rất nhanh, anh ta đã hiểu ra tất cả đều là trò mèo của sinh con. Sinh con đã ngụy tạo chứng cứ để chỉ về phía Po, chứng minh Po chính là người tiết lộ bí mật công ty. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ vào Po, ông Pajami cũng không nghe anh ta giải thích, việc này làm Po vô cùng đau lòng. Rất nhanh, cảnh sát đã đến bắt anh ta đi. Lần này, mối hận trong lòng anh ta với ông Pajami lại lớn thêm gấp bội. Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào, đó chính là người chú đã nuôi dạy con suốt 15 năm qua, cũng là người đã đón mẹ con Po đi. Hơn nữa, ông ấy còn là chủ tịch một công ty trang sức nổi tiếng ở Hồng Kông. Từ lúc mẹ Po mất, ông ấy đã nuôi dạy Po, cũng ủng hộ anh ta quay lại trả thù. Lần này biết Po bị hãm hại, lập tức bay tới Thái Lan. Sau khi bảo lãnh cho Po ra ngoài, hai người bắt đầu kế hoạch tấn công. Cho người đến tìm sinh con, nói biết đối phương đang rất thiếu tiền. Chỉ cần khuyên được ông Pajami bán cổ phần ra, sau khi công ty họ mua lại, sẽ để sinh con lên làm giám đốc. Sinh con không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Po. Sau nhiều lần khuyên nhủ, cuối cùng ông Pajami đã quyết định bán cổ phần. Thấy kế hoạch sắp thành công, sinh con đến tìm ông Ken để xác nhận việc các ông đã đồng ý với tôi không có vấn đề gì chứ. Ông Ken nói, tôi sẽ chọn một người có kinh nghiệm thay thế tôi quản lý công ty, anh không cần lo lắng, hôm nay tôi sẽ công bố. Lúc sinh con đang nghĩ mình chắc thắng rồi thì một việc không ngờ đến đã xảy ra. Người mà ông Ken chọn không phải là sinh con mà là Po, người đã bị đuổi khỏi công ty. Lần quay lại mạnh mẽ này cũng là bước đánh dấu kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Cậu bé bị người bố tài phiệt nhẫn tâm bỏ rơi, nhiều năm sau lúc công ty của bố đang đối mặt với nguy cơ phá sản, anh ta đã quay lại mua cổ phần của công ty, giúp công ty vượt qua khó khăn. Nhưng nguyên nhân anh ta làm như vậy hoàn toàn không phải vì tình thân. Ngược lại là vì thù hận sâu đậm đối với bố, anh ta phải khiến những người năm đó hại mẹ mình trả một cái giá đắt nhất. Vì thế, Po trở thành chủ tịch là ác mộng của tất cả mọi người. Bước đầu tiên, giáng chức ông Pajami từ chủ tịch xuống thành cố vấn tiêu thụ, cố tình nhục mạ ông ta trước mặt các giám đốc. Tiếp theo, lạnh lùng nhìn sang sinh con, yêu cầu anh ta giao lại tất cả những dự án đang làm. Sinh con tỏ vẻ rất không hài lòng, nhưng Po đâu có quan tâm đến cảm nhận của anh ta. Không những thế, đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho anh ta rồi. Ngạc nhiên hơn là Po đã cắt chức của Nai, sau đó chỉ điểm cô làm thư ký cho mình. Sau khi họp xong, sinh con đi xuống bãi đỗ xe ra về, không hề chú ý đến nguy hiểm đang ở cận kề. Người đàn ông vung nắm đấm, đánh chảy máu mồm sinh con. Hắn ta vội vàng nhìn sang chiếc xe đi ngang qua cầu cứu, nhưng lúc cửa kính xe được mở xuống, người ngồi trong đó lại là Po. Lúc này thì sinh con tuyệt vọng rồi. Tiếp theo Po gật đầu ra hiệu, đàn em đổ đồ uống lên đầu sinh con. Chắc mọi người cũng thấy cảnh này quen thuộc, vì lúc đầu Po vào công ty cũng là bị sinh con dùng cách này để làm nhục. Bây giờ anh ta phải trả lại gấp bội. Xem xong màn kịch hay này, Po hài lòng đóng cửa xe rời đi, không thèm quan tâm sống chết của sinh con. Sau đó Po về công ty lại đúng lúc gặp Ned, anh kéo tay cô ta lại nói, Ned, đừng giả vờ không nhìn thấy tôi vậy chứ. Ned đáp sao tôi có thể tùy tiện nói chuyện với chủ tịch được. Đối với Ned, tôi vẫn là tôi của trước đây. Vậy tại sao cậu lại lừa tôi, rõ ràng cậu có nhiều tiền như vậy. Tiền chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi, Ned mới là quan trọng nhất. Rõ ràng anh ta đang cố tình nói như vậy, bởi vì đối với anh ta, sau này Ned vẫn còn có giá trị lợi dụng. Sau khi xử lý xong việc này, mục tiêu tiếp theo chính là Nai. Anh ta cố tình đổ cà phê lên bàn, rồi bảo Nai lau sạch. Sau đó bảo Nai chuẩn bị cho anh một bộ tài liệu mới.
Nai biết rõ anh ta đang cố tình làm khó mình, nhưng nhớ lời bố dặn nên cô vẫn im lặng. Ông Pajami bảo Nai phải cố gắng nhẫn nhịn, như thế công ty mới về tay chúng ta được. Nghĩ đến đây, cô mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng lúc cô quay lại phòng chủ tịch, Po lại nói, pha có một cốc cà phê thôi cũng lâu vậy sao, còn tài liệu mới của tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ đi làm ngay. Không cần nữa, tôi cũng không có thời gian xem. Sau đó Po lại nói, lát nữa cần đi kiểm tra công trình, yêu cầu Nai đi cùng mình. Vốn là con gái của đại gia tiền tỷ, bây giờ lại phải đi che ô cho người từng là cấp dưới của mình, việc này làm Nai cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì bây giờ Po đang làm chủ tịch nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Lát sau bên cạnh có tiếng cãi vã, thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn sang thì rất kinh ngạc vì đó là anh trai ruột đã nhiều năm không gặp của mình. Từ khi bố mẹ bị tai nạn qua đời, cô đã được vợ chồng ông Pajami nhận nuôi, còn anh trai thì sống cùng cô. Nhiều năm rồi mới gặp lại, Nai vô cùng vui mừng, nhưng anh trai chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi. Rõ ràng anh trai đã biết bí mật gì đó nên mới ghét cô như vậy. Sau khi kiểm tra công trình xong, Po lại đưa ra một yêu cầu, đó là Nai phải cùng anh ta đi gặp một khách hàng quan trọng. Không còn cách nào, cô chỉ đành đồng ý. Po rất coi trọng lần hợp tác này. Trên bàn ăn, anh ta giới thiệu sản phẩm lần này đều do Nai tự tay thiết kế. Khách hàng tỏ ra vô cùng hài lòng, nhưng sau đó ông ta lại có hành động thất lễ với cô. Nai lập tức đứng lên nhưng không may làm đổ nước vào người khách hàng. Po hỏi Nai đang làm cái gì thế, rồi quay sang xin lỗi khách hàng. Nói Nai chuyện nhỏ thế này mà cứ dựng lông nhím lên vậy. Thấy Po nói mình như vậy, Nai cảm thấy rất ấm ức, nhưng Po thì vẫn rất bình tĩnh đưa áo cho cô. Sau đó bảo cô mau giải quyết ổn thỏa. Cô không thể hiểu tại sao Po lại đối xử với mình như vậy. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy cô bị ức hiếp, anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng từ khi trở thành chủ tịch thì đối với cô chỉ toàn là thù ghét. Thực ra trong lòng Po, tất cả cũng chỉ là đang tự trừng phạt bản thân. Anh ta hận bố tại sao lại cố chấp như vậy, thà tin lời của sinh con, cũng không chịu nghe mình giải thích. Vì thế anh ta mới muốn trả thù tất cả mọi người. Tất cả những gì xảy ra hôm nay cũng là do anh ta cố tình sắp xếp. Người đàn ông thay đồ xong lại quay ra gặp Nai, nói Nai nên hiểu rõ, nếu hôm nay không ký hợp đồng, hậu quả sẽ như thế nào, chủ tịch của cô chắc là sẽ giận đấy. Nói xong, người đàn ông lộ ra vẻ mặt kinh tởm. Mà lúc này Po đang đứng từ xa lạnh lùng, quan sát tất cả. Cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo, anh lấy chai bia đập vào đầu ông khách hàng. Ông ta hống hách nói nhất định sẽ làm Po phải trả giá đắt. Po đáp ông già, ông nghĩ tôi sợ ông sao? Nói xong, anh ta đưa Nai rời đi, nhưng sau đó Nai lại trách anh ta không nên kích động như vậy, việc này sẽ gây ra tổn thất lớn cho công ty. Po không quá quan tâm đến việc đó, chỉ giơ tay kéo cô vào lòng. Tổng tài bá đạo vì bảo vệ thư ký mà đánh khách hàng quan trọng nhất của công ty, dẫn đến công ty mất một hợp đồng lớn. Nhưng ngày hôm sau, thư ký lại vào xin nghỉ việc. Việc này làm Po cảm thấy rất khó chịu, bởi vì anh ta vừa cứu cô, bây giờ cô lại muốn rời xa anh ta. Tất nhiên, anh ta không cho phép cô làm như vậy. Vì thế đã nói, cô nghỉ việc cũng được, nhưng tôi sẽ bắt ông Pajami làm thư ký để ông ta rót nước pha trà, quét dọn vệ sinh. Lúc này Nai mới dừng suy nghĩ nghỉ việc lại. Sau đó, Po đến phòng làm việc của nhân viên thì vô tình gặp người yêu của Nai. Gian vẫn rất ngông cuồng chế nhạo Po, tôi biết anh thích Nai, nhưng đợi tôi ăn xong rồi đến lượt anh nhé, chắc là cũng không lâu đâu, đợi được chứ. Những lời này đã chạm đến giới hạn của Po, anh ta ấn Gian lên bàn đánh cho không trực phát nào. Lúc này Nai bỗng nhiên chạy vào, cô lớn tiếng chất vấn Po, tại sao lại đánh bạn trai mình. Nhưng Po chỉ lạnh lùng nhìn cô mà không giải thích gì. Nai không hề biết Po làm như vậy đều là vì cô. Gian cho rằng tất cả rắc rối đều do sự xuất hiện của Po, yêu cầu Nai nghỉ việc, nhưng cô không đồng ý. Vì thế, anh ta quyết định trả thù. Anh ta dẫn người tìm đến Po ngông cuồng nói, tao không cần biết mày làm thế nào ngồi được vào cái ghế chủ tịch. Nhưng trong mắt tao, mày chỉ là một thằng nghèo hèn mà thôi. Nói xong, lệnh cho đàn em giữ Po lại. Nhưng Po thì tỏ ra không hề sợ hãi. Thấy đàn em vẫn chưa ra tay, Gian cảm thấy bất thường. Quay lại thì thấy đàn em của Po đang cầm súng, nói để tao xem ai dám đụng vào ông chủ của tao, nếu muốn mất mạng thì cứ làm. Lúc này Gian sợ sắp tè ra quần, bây giờ hắn ta mới hiểu, thì ra từ trước đến giờ mình trong mắt Po chỉ là ngọn cỏ ngoài đường thôi. Po nói gần đây Gian ít vận động nên bảo đàn em giúp anh ta, nói xong thì quay người rời đi. Ngày hôm sau Po đến công ty, anh ta gọi Nai và nói định khởi động dự án từ 5 năm trước. Nhưng Nai nói dự án đó bố mình đã từng xem xét qua, phát hiện nó hoàn toàn không có giá trị đầu tư. Po nói vì thế tôi mới muốn đích thân kiểm tra, chúng ta phải xem bố cô đã sai ngớ ngẩn thế nào. Po nhìn con mồi trước mặt, anh ta lên kế hoạch suốt 15 năm đều là để trả thù cho người mẹ đã mất của mình. Nhưng một người đàn ông lạnh lùng lại bị cô gái đơn thuần này thu hút. Dù như vậy, anh ta vẫn không thể từ bỏ việc trả thù. Sau khi thành công nắm được công ty của bố, anh ta chuẩn bị khởi động dự án đã từng bị bỏ từ 5 năm trước. Hơn nữa còn chỉ đích danh Nai phải đi khảo sát với mình, thực ra là chỉ muốn bồi dưỡng chút tình cảm thôi mà. Nhưng anh ta không ngờ, nhân viên công ty đã tự lên kế hoạch, muốn xin đi cùng hai người. Po kéo Nai lại, yêu cầu cô ngồi cùng xe với mình, nhưng đã bị cô từ chối. Nhưng anh ta không những không giận, mà còn cười rất tươi. Tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cô như vậy. Sau đó, họ đã đến nơi khảo sát dự án. Đây là một thôn nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi, nghe nói ở đây có mỏ khoáng ngầm. Biết tin Po đã sắp xếp người đến kiểm tra trước, cuối cùng phát hiện ra chút manh mối. Po định tự mình xuống sông xem thử.
Tiếp theo anh ta từ từ cởi áo ra, quả nhiên đã phát hiện vụn vàng dưới lòng sông. Việc này chứng minh lựa chọn của anh ta không hề sai. Bỗng nhiên Nai phát hiện ra gì đó bất thường, cô cảm thấy công nhân đang đãi vàng ở phía xa kia rất quen. Lúc cô đang định chạy lại xem thì không cẩn thận bị sức chân. Po thấy vậy lập tức chạy đến kiểm tra, sau đó ôm cô về. Ngày hôm sau, cấp dưới lại đến báo tin trong rừng sâu còn rất nhiều mỏ vàng. Vì thế, Po đã quyết định đến đó xem. Hai người không hề nhận ra nguy hiểm lại đang cận kề. Vì hoạt động lần này của Po đã bị sinh con nắm trong tay. Sau vụ bị đánh lần trước, sinh con đã thuê sát thủ đi theo Po đến gần thôn làng đó. Trùng hợp công nhân hôm qua mà Nai nhìn thấy chính là anh trai của cô, mà cảnh tượng này cũng đúng lúc bị Suti nhìn thấy. Bọn sát thủ hỏi thăm người dân ở đây, quả nhiên đã tìm thấy Po. Sau đó không nói nhiều, lập tức nổ súng, hai người mau chóng trốn vào sau gốc cây, bọn chúng vẫn không ngừng đuổi theo. Po vô cùng áy náy nhìn Nai, xin lỗi, tôi không nên để cô đến đây. Cô đi trước đi, để tôi dẫn dụ chúng đi chỗ khác. Nai không muốn bỏ Po lại, nhưng Po đã giục cô đi nhanh đi. Thấy Nai đã an toàn, anh ta cầm khúc gỗ đánh đối phương ngã xuống, nhưng sau đó vẫn bị đồng bọn của chúng đánh lén. Po lúc này không gắng gượng được nữa mà ngất đi. Lúc sát thủ sắp nổ súng, cuối cùng Nai đã quay lại, cô không muốn bỏ rơi anh ta. Cuối cùng đã trốn thoát khỏi bọn sát thủ, buổi tối hai người phải ở lại trong rừng. Nhưng lúc nhìn thấy lửa, ký ức trong cô lại hiện lên. Hai người họ là anh em ruột, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác nhau. Sau khi bố mẹ bị tai nạn qua đời, em gái được nhà tài phiệt giàu có nhất vùng nhận nuôi, từ đó đã trở thành một thiên kim tiểu thư. Còn anh trai chỉ có thể bôn ba bên ngoài, một mình vật lộn với cuộc sống. Sau đó người cô bị bệnh nặng, lúc sắp qua đời mới nói cho anh ta biết sự thật về vụ tai nạn. Năm đó, vì nét say rượu lái xe gây ra tai nạn, vì để che giấu sự thật, chỉ có thể nhận nuôi Nai. Sau khi biết chuyện, Suti bắt đầu căm hận cả gia đình nét đến tận xương tủy. Đó cũng chính là nguyên nhân anh ta xa lánh Nai. Nhưng anh ta chưa từng nhắc với Nai chuyện này. Không ngờ lúc đến làm việc ở thôn nhỏ này, lại vô tình biết được có người muốn làm hại em gái. Anh ta vẫn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Nai, tìm kiếm suốt một ngày một đêm cuối cùng đã tìm thấy họ trong rừng. Nai chạy đến ôm lấy anh trai, hai người không sao là tốt rồi. Po hỏi Nai anh ta là ai, Nai đáp đó là anh trai cô. Suti nói anh không cần biết tôi là ai, tôi đến cứu hai người. Nói xong thì dẫn hai người rời khỏi đó. Lát sau đã quay ra được đến chỗ mọi người, nhưng lúc này bọn sát thủ lại đuổi đến, Nai vội vàng đẩy Po ra. May là cảnh sát đã kịp thời chạy đến, sát thủ thấy vậy chỉ đành rời đi. Sau đó Po đến tìm trưởng thôn, nói mình muốn đến đây đầu tư khai khoáng. Nhưng trưởng thôn lại không muốn có liên quan gì với thương nhân. Nai giải thích công ty rất có thành ý, chỉ cần đồng ý cho họ đến đầu tư. Không chỉ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định ở đây mà còn đem lại thu nhập lớn cho người dân bản địa. Lúc này, trưởng thôn mới hóa giải nút thắt trong lòng, hai bên cũng nhanh chóng làm thủ tục ký hợp đồng. Nhưng Nai không ngờ sau khi về công ty, Po lại nói, tôi quyết định đầu tư dự án này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là đuổi hết người dân ở đó đi. Việc này làm Nai vô cùng kinh ngạc, lúc đầu bàn bạc đã nói là không làm như vậy. Nhưng Po thì không hề quan tâm, anh ta nói lúc đầu mình không hề đồng ý. Sau khi họp xong, Nai vào phòng chất vấn anh ta, không ngờ anh là loại người chỉ biết đến lợi ích như vậy. Po nói xin cô hiểu rõ, tôi đang làm ăn chứ không phải làm từ thiện. Còn việc của anh trai tôi thì sao? Trước khi anh ấy đi, rốt cuộc anh đã nói gì? Tôi cảm thấy cô không nên quan tâm anh ta thì tốt hơn, đừng tìm anh ta nữa. Nai nghĩ là Po cố tình đuổi anh trai mình đi, nhưng Po vẫn như mọi lần không hề giải thích. Cứ như vậy, hai người lại xảy ra hiểu lầm. Thực ra Po đã cho trợ lý sắp xếp chỗ ở cho người dân rồi, bởi vì sinh sống ở gần khu khai thác rất nguy hiểm. Anh ta còn gặp riêng anh trai Nai, nói mình có thể sắp xếp công việc cho anh ta, như vậy có thể thường xuyên gặp em gái. Nhưng anh Suti lại từ chối tấm lòng này, anh ta không muốn gặp Nai quá nhiều. Po không nói ra sự thật là vì muốn người khác sợ mình. Bởi vì anh ta muốn trả thù, chỉ có thể xấu hơn kẻ thù. Sau đó Po công bố việc này trong cuộc họp hội đồng quản trị, các cổ đông đều vô cùng tán thưởng. Nhưng sinh con thì tỏ ra rất trầm tư, rõ ràng anh ta lại đang có một mưu đồ gì đó đối phó với Po. Chủ tịch tập đoàn vừa mang về hợp đồng nghìn tỷ nhưng lại bị nhân viên tâm cơ đố kỵ. Sinh con tìm đến ông Pajami, chia rẽ quan hệ giữa hai người. Nói Po dựa trên danh nghĩa công việc, thường xuyên gặp riêng con gái ông ấy là Nai. Trước những lời dẫn dắt của sinh con, ông Pajami đã nảy sinh nghi ngờ. Sau đó ông ta bảo sinh con mang kim cương đến, nói muốn thiết kế một chiếc nhẫn. Hơn nữa, còn chỉ đích danh muốn Po thiết kế. Nhưng lúc Nai hỏi là dự án gì, thì ông Pajami lại chỉ trả lời rất chung chung. Đối với ông ta mà nói, đây là một khách hàng vô cùng quan trọng. Sau đó bảo cô đi hỏi Po có đồng ý đích thân làm không. Khi nghe đến việc này, Po vô cùng vui vẻ, anh ta nghĩ ông Pajami đang thừa nhận năng lực của mình. Không nghĩ nhiều, đã lập tức đồng ý. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết đây là quyết định sai lầm nhất của mình. Rất nhanh, chiếc nhẫn đã được làm xong, hình thức vô cùng mới mẻ và sang trọng. Sau đó, anh ta nhìn sang phía Nai, cảm xúc của tôi đến từ người con gái xinh đẹp này. Hy vọng sau này, tôi có thể đeo nhẫn lên tay cô ấy, khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng sau khi nghe xong, ông Pajami lại lạnh lùng nói, lát nữa khách hàng sẽ đích thân đến lấy nhẫn, chắc là cũng sắp đến rồi. Po và Nai đều không thể ngờ, khách hàng đó chính là người yêu của Nai. Việc này làm Po cảm thấy rất ấm ức, còn Nai cũng luôn bị che giấu không biết chuyện gì. Cô vội vàng kéo Gian ra ngoài, lớn tiếng chất vấn, nói mình chưa hề đồng ý kết hôn.
nhưng Gian lại bình tĩnh nói tất cả đều là chủ ý của ông Pajami. Hơn nữa, phụ huynh hai bên cũng đã bàn bạc xong thời gian tổ chức đám cưới rồi. Sau đó, ông Pajami lại đến tìm Po, đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì với con gái tôi. Chỉ cần tôi còn ở đây thì mãi mãi không thể. Bố ruột lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, việc này khiến Po cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu tất cả đã muốn chống lại tôi, thì tôi chơi tới cuối cùng. Anh ta đã gạt bỏ mọi thứ, quyết định cho tất cả bay màu, cũng sẽ không nhẹ tay nữa. Bên này, sinh con từ lâu vẫn luôn điều tra anh ta, hơn nữa cũng đã tìm ra một chút manh mối. Anh ta phát hiện ông Ken không hề có con, thám tử Tư còn cho biết ông Ken từng đi du học ở Thái, còn học cùng lớp với mẹ Po. Việc này làm sinh con cảm thấy nghi ngờ, trong lòng nảy sinh một dự đoán không lành. Vì thế đã cho người lẻn vào nhà Po, sau khi lấy được tóc, anh ta mang đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN với ông Pajami. Nhưng lúc tên đàn em lấy được kết quả, chuẩn bị đi báo tin cho sinh con thì xảy ra tai nạn. Trùng hợp là lúc này Nai cũng đi ngang qua, cô có lòng tốt đưa người đàn ông vào bệnh viện. Ngày hôm sau khi cô quay lại bệnh viện thì không hề biết người đàn ông đã tỉnh lại. Lúc cô đi ra xe, vô tình nhìn thấy túi của người đàn ông. Sự tò mò thôi thúc làm cô mở nó ra xem, không ngờ lại phát hiện một bí mật kinh hoàng. Đó là kết quả giám định ADN của bố mình và Po, việc này làm cô rất sốc. Người đàn ông tỉnh lại vội vàng đi khỏi bệnh viện, báo cáo kết quả kiểm tra với sinh con. Sinh con biết chuyện lập tức gọi cho Ned, lúc này Ned vừa tạm biệt Po. Sinh con nói với Ned, Po chính là đứa con trai đã mất tích của ông Pajami. Thông tin này làm cô ta vô cùng lo sợ, nhìn Po ở trước mặt, không dám tin đây là sự thật. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta đến tìm sinh con, nói không thể để bất cứ ai biết việc này. Hơn nữa, để đảm bảo có thể độc chiếm tài sản của ông Pajami, hai người đã đưa ra một quyết định điên cuồng, đó chính là trừ khử Po. Ned yêu một người đàn ông nhỏ hơn mình 10 năm tuổi, mà đó chính là con riêng của chồng đã từng bị cô ta đuổi ra khỏi nhà. Sau khi biết chân tướng sự việc, cô ta vô cùng lo lắng, nhưng nguyên nhân không phải vì cô ta yêu Po, mà là vì sợ Po sẽ cản trở việc mình thừa kế tài sản của ông chồng giàu có. Nghĩ đến đây, cô ta đã quyết định diệt trừ hậu họa. Cô ta giả vờ như mình không biết gì, nói có chuyện quan trọng cần nói với Po. Vì thế, hai người đã hẹn buổi tối gặp mặt, nhưng Po không hề biết một mối nguy hiểm đang cận kề. Lúc anh ta đến điểm hẹn, Ned gửi tin nhắn đến, nói mình có việc gấp không thể đến được. Lúc này, một sát thủ đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm anh ta, sau đó hắn giơ súng lên. Lúc chuẩn bị bắn Po, thì một chiếc xe lại đi lên trước. Po vội vàng chạy lên kiểm tra tình hình, lúc mở cửa xe ra mới phát hiện người vừa cứu mình chính là cô gái mà mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Sau khi đưa Nai đi xử lý vết thương xong, anh ta hỏi cô tại sao lại theo dõi mình, còn mạo hiểm như thế để cứu anh ta nữa. Thực ra, sau khi biết thân phận thật sự của Po, để hiểu thêm về anh, nên cô mới quyết định đi theo. Lúc nhìn thấy Po gặp nguy hiểm, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ không muốn anh ta bị thương. Nhưng vì sắp kết hôn với Gian, cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng. Cô nói việc hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, tôi sắp kết hôn với người khác rồi. Nói xong, cô quay người rời đi. Lúc cô vừa về nhà, mẹ nuôi cùng vừa nhận được tin kế hoạch thất bại. Nhìn thấy vết thương của Nai, cô ta còn ra vẻ quan tâm, việc này làm Nai rất bất ngờ. Lúc Ned định lên phòng, Nai đã quyết định nói ra Po là con trai ruột của bố. Con không biết nên nói việc này với ai. Không ngờ Ned lại dặn Nai việc này tuyệt đối không được nói với ông Pajami. Thấy mẹ nuôi phản ứng gay gắt như vậy, Nai càng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Ned mau chóng giả vờ quan tâm nói, quan hệ của ông Pajami và Po đang không tốt. Hơn nữa, tim của ông ấy cũng có vấn đề, sợ sẽ không chịu được. Tiếp theo còn giả vờ đau lòng nói, mẹ đã làm bố con nó xa cách nhau 15 năm, tất cả là lỗi của mẹ. Nai lập tức an ủi mẹ nuôi, nói việc này cũng không thể trách cô ta. Vậy cứ như thế nhé, đợi hôn lễ của con kết thúc, mẹ sẽ đích thân nói việc này với bố con, dù thế nào họ cũng là cha con. Nhưng Nai không hề biết mình lại lần nữa bị Ned lừa gạt. Cùng lúc này, ông Ken đến tìm Po nói, bây giờ họ đã nắm được công ty trong tay rồi, cũng hoàn thành mong ước của mẹ Po. Hơn nữa, để an toàn, ông ấy hy vọng anh ta mau chóng quay về Hồng Kông. Nhưng Po lại nói ngoài công ty, anh ta còn phải mang tất cả dây chuyền của mẹ về. Ken nói con nghĩ chú không có năng lực để giành lại cho con sao, chú rất hiểu mẹ con, bà ấy nguyện từ bỏ tất cả để đến Hồng Kông. Bởi vì nghĩ thứ quan trọng nhất của mình là hạnh phúc của con. Nghe những lời này, Po đã đưa ra một quyết định cuối cùng. Đó chính là kết thúc mọi chuyện, quay về Hồng Kông sống một cuộc sống mới. Từ nhỏ, Po bị người bố tài phiệt đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm sau quay trở lại trả thù. Sau khi lấy đi công ty của bố, lại chủ động nhường lại vị trí chủ tịch. Không chỉ như vậy, còn nói sau này sẽ để ông Pajami thay mình quản lý công ty bởi vì anh ta sắp phải trở về Hồng Kông. Việc này làm tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đến ông Pajami bôn ba trên thương trường nhiều năm cũng không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Nhưng ông ta không hề biết, người mà mình rất ghét lại chính là con trai ruột của mình. Trước quyết định này của Po, Ned và sinh con vẫn cảm thấy rất nghi ngờ, căn bản không tin Po sẽ từ bỏ công ty. Vì thế hai người vẫn quyết định trừ khử Po. Sinh con đến tìm sát thủ, sau khi bàn bạc thời gian ra tay, hắn ta lại xúi giục ông Pajami mua lại cổ phần công ty. Không ngờ bị Po từ chối, nói ông muốn biến công ty thành của riêng sao. Đây là cổ phần không phải như mua ra ngoài chợ, muốn mua là mua, thế gì dễ quá. Nghe thấy vậy, ông Pajami vô cùng tức giận, sau đó Po nhắc lại cho ông ta nhớ, tôi nghĩ công ty này vốn dĩ không hề thuộc về ông. Câu nói này làm ông Pajami cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì công ty đúng là không thuộc về ông ta.
Năm đó lúc vợ cũng mang thai, ông ta bảo vợ tặng cổ phần cho mình, vì thế mới có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch. Nghĩ đến đây, ông ta đang định hỏi tiếp thì sinh con cảm thấy bất thường, sợ Po sẽ nói ra thân phận thật sự của mình nên đã lấy cớ để đưa ông Pajami đi. Nhưng mục đích của sinh con lần này không phải là muốn ông Pajami thu lại cổ phần mà là chụp lại biển số xe của Po để sát thủ thuận lợi ra tay. Po thì vẫn hoàn toàn không biết chuyện này, lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi Thái thì nhận được điện thoại của chú Ken, xe của chú Ken bị hỏng ở giữa đường. Po cũng không nghĩ nhiều, bảo tài xế đi đón chú ấy, còn mình thì đi xử lý việc khác. Trùng hợp hôm đó cũng là ngày tổ chức hôn lễ của Nai, Po ngồi ngẩn ngơ trong phòng nhìn chiếc khăn tay. Đây chính là chiếc khăn lúc trước Nai dùng để băng bó vết thương cho anh ta. Sau đó, anh ta nhờ bạn đi dự hôn lễ và giao tận tay cho Nai. Lúc nhìn thấy chiếc khăn tay được bảo quản cẩn thận, cô nhớ lại những kỷ niệm của hai người. Đến lúc này, cô mới chắc chắn người mà mình thực sự yêu là Po. Vì thế đã gọi điện thoại cho anh ta, em muốn nói với anh sự thật. Em không muốn kết hôn, em thực sự không vui chút nào, bởi vì em yêu anh. Po nghe được những lời này vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này sát thủ mà sinh con thuê cũng đã đến. Vì anh ta đổi xe với chú Ken, nên sát thủ hiểu nhầm chú Ken là Po. Sau một tiếng súng, người chú đã chăm sóc anh ta suốt 15 năm qua đã rời xa khỏi cuộc đời. Sau đó, sát thủ lại chĩa súng về phía anh ta. Nhưng lúc này Po như phát điên, không còn quan tâm gì nữa, chạy đến đá ngã đối phương. Lúc cởi mũ bảo hiểm của đối phương ra, Po mới nhận ra người này chính là người đã đi cùng ông Pajami lúc ông ta đến gặp mình. Po nghĩ tất cả đều là kế hoạch của ông Pajami, vì thế quyết định đến tìm ông ta để trả thù. Con gái nuôi bị bố ép gả cho thiếu gia nhà giàu, còn là quan chức cấp cao ở địa phương. Để báo đáp ơn dưỡng dục, cô chỉ có thể bước vào lễ đường với người mình không yêu. Nhưng lúc hôn lễ vừa tổ chức được một nửa thì Po đã xông vào. Bộ dạng máu me khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nai mở cả khăn trùm đầu ra nhìn cho rõ, nhưng Po lại nhìn ông Pajami bằng ánh mắt hung hãn, giơ súng lên chất vấn ông ta. Rõ ràng mình đã để công ty cho ông ta quản lý, tại sao còn muốn giết mình? Lúc anh ta chuẩn bị nổ súng, Nai vội vàng chạy lên nói, anh không thể giết bố của mình được. Sau đó, Nai định nói ra thân phận của Po thì cảnh sát xông vào. Không kịp nghĩ nhiều, Po kéo Nai chạy khỏi đây. Trên xe nhìn thấy vết thương của Po, Nai hỏi anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này trong lòng Po đã nhận định tất cả là âm mưu của ông Pajami. Sau khi đến căn biệt thự ở ngoại ô, anh ta dùng nước lạnh đánh thức cô dậy rồi nhốt cô vào trong nhà. Sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, bây giờ tình hình đang không ổn lắm, có người cố tình hãm hại anh, vu oan anh giết Ken rồi lại bắt cóc Nai. Là ông Pajami làm, ông ta muốn giết tôi nhưng không thành. Cuộc nói chuyện đã bị Nai nghe thấy hết, cô không tin bố mình lại là loại người như vậy. Sau đó đã lấy hết dũng khí trèo ra qua cửa sổ. Lúc Po nghe thấy tiếng động đã không thấy Nai ở trong phòng nữa. Nhưng ở đây vô cùng hoang vắng, bốn mặt là biển, anh ta không lo việc Nai chạy trốn được. Rất nhanh đã bắt được cô, rồi trói vào mạn thuyền, để cô một mình ở đó, còn mình thì quay người rời đi. Anh ta cho rằng người mà ông Pajami yêu thương nhất là Nai, vì thế muốn dùng cách này để trả thù ông ta. Nhưng anh ta không để ý lát sau bên ngoài trời đổ mưa lớn, lúc chạy ra thì Nai đã mệt quá ngất đi rồi. Anh ta vội vàng đưa cô về nhà, rồi lại chăm sóc cả một đêm. Khi Nai đang mơ màng đã gọi tên Po, anh không ngờ trong lòng Nai mình lại có vị trí quan trọng như vậy. Lúc này, sát thủ mà sinh con thuê cũng đã tìm đến đây. Sau khi phát hiện, hai người vội vàng chạy trốn. Nhưng vì vừa bị dầm mưa, Nai kiệt sức không chạy được xa. Cô giục anh mau chạy đi, họ sẽ không tha cho anh đâu. Vậy em thì sao? Em không sao, chúng sẽ không làm hại em đâu. Sau đó, bọn sát thủ đã bắt được Nai, nhưng cô không ngờ mình cũng đã biến thành con mồi. Tất cả đều là âm mưu của Ned, mà mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là ông Pajami. Ned bỏ thuốc vào cốc nước, sau đó mang cho chồng mình uống. Ông Pajami không hề hay biết, vẫn vô tư uống hết trước mặt cô ta. Ned thấy vậy, nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Đây là một loại thuốc độc đặc biệt, nếu dùng lâu dài, các cơ quan trong cơ thể sẽ dần suy kiệt. Nhưng cô ta không ngờ là lúc này lại có một vị khách phá hỏng kế hoạch của mình. Người đàn ông đưa cho ông Pajami một phần tài liệu, trong đó là những giấy tờ quan trọng chứng minh thân phận của Po. Mà tài liệu này là trước khi bị hại chú Ken giao cho trợ lý và dặn dò trợ lý tìm ông Pajami nói rõ chân tướng. Sau khi biết Po là con ruột của mình, ông Pajami cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nghĩ đến đây, ông ấy lập tức làm di chúc, định để lại tất cả tài sản cho Po. Sau khi cắt di chúc xong, ông ấy bị tiếng động lạ trong phòng thu hút. Lúc mở cửa bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này, ông ta mới sáng mắt ra nhưng lại bị sinh con đẩy ngã. Việc đã đến nước này, hai người cũng không che giấu nữa. Bây giờ ông ta mới biết người mình tin tưởng nhất lại là người hận mình nhất. Vì sự việc đã bại lộ, Ned quyết định mau chóng ra tay. Cô ta bỏ một lượng lớn thuốc vào cốc nước hoa quả rồi bảo chị gái mang vào phòng ông Pajami. Chỉ cần ông ta uống cốc nước này thì sẽ về gặp các cụ luôn. Đồng thời, cô ta còn sắp xếp sát thủ tìm kiếm vị trí chính xác của Po. Chỉ cần giết chết hai người họ, cô ta sẽ có thể độc chiếm tất cả tài sản của ông Pajami rồi. Nhưng cô ta không ngờ, sát thủ mình cử đi lại thất bại lần nữa. Lúc hắn chuẩn bị nổ súng thì Po đã xông ra, rất nhanh đã hạ gục hai tên sát thủ. Trải qua chuyện này, Po và Nai càng tin tưởng nhau hơn. Dưới sự khuyên nhủ của Nai, Po cũng đã đồng ý quay về. Tiếp theo, Nai gọi điện thoại về nhà, hỏi tại sao không liên lạc được với bố. Người giúp việc nói với cô, ông Pajami đã bị thương và đổ bệnh nặng.
Việc này làm Nai vô cùng lo lắng, hai người quyết định lập tức về nhà. Biết chuyện, Ned đã gọi cảnh sát đến. Thấy Po và Nai vừa về, Ned tỏ ra vô cùng quan tâm, chạy đến hỏi Nai có an toàn không. Sau đó cô ta ra hiệu với sinh con liền nói với cảnh sát, Po chính là tên hung thủ đã giết ông Ken. Vì cảnh sát đã bị mua chuộc nên lập tức xác định Po là kẻ tình nghi. Lúc này giúp việc chạy ra nói, ông Pajami muốn gặp riêng Po, việc này làm Ned vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, ông Pajami đã được gặp lại người con trai đã bị Minh đuổi khỏi nhà từ 15 năm trước. Po nói tôi đồng ý gặp ông là vì muốn biết việc liên quan đến cái chết của chú Ken. Ông Pajami nói việc này ông không biết. Nhưng Po nói ông muốn tôi tin lời của một người ích kỷ như ông sao. Ông Pajami nói, đúng, trong mắt con bố là một người rất ích kỷ. Bố thật sự đã là nhiều chuyện có lỗi với con và mẹ con, bố xin lỗi. Chỉ vì một câu xin lỗi ngắn ngủi này, Po đã phải đợi suốt 15 năm. Cuối cùng hai bố con đã nhận nhau. Ông Pajami nói còn có việc quan trọng cần nói với anh ta. Nhưng lúc này ông ấy lại không hay biết mà uống cốc nước hoa quả có độc. Uống xong ông Pajami lập tức ngã xuống. Mọi người nghe thấy tiếng động chạy vào phòng, Ned lộ ra vẻ mặt rất đắc ý. Không may là ông Pajami đã không qua khỏi, Po cũng bị bắt lại vì là người tình nghi trong vụ án của chú Ken. Không chỉ như vậy, Ned và sinh con còn đến cười nhạo anh ta, sao, mày nghĩ mày thông minh sao, thực ra mày mới là người ngu nhất đấy. Tao sẽ tìm cách tiễn mày đi gặp bố và chú của mày. Thấy chúng ông cuồng như vậy, tất nhiên Po sẽ không ngồi im chờ chết. Anh ta thề phải trả thù cho bố và chú. Sau đó trong tang lễ của ông Pajami, trước mặt phóng viên Ned tỏ ra rất đau lòng. Cô ta nói sau này sẽ chịu trách nhiệm gánh vác công ty ngày càng phát triển. Sau đó, một chiếc xe đi vào, thu hút sự chú ý của Ned. Lúc nhìn thấy người xuống xe là Po, cô ta ngẩn người kinh ngạc. Thì ra Po nhân lúc người bạn vào thăm, đã nói với anh ta một thông tin quan trọng. Chính là camera hành trình trong xe quay lại cảnh chú Ken bị hại. Đó cũng chính là manh mối để chứng minh mình trong sạch. Sau khi cảnh sát xem xong đã thả Po ra, anh ta bước đến trước mặt Ned, lạnh lùng nói mình sẽ giành lại tất cả. Câu nói này làm cô ta càng sợ hãi hơn, về đến nhà lại giả vờ khóc lóc, cố tình để Nai nhìn thấy. Rõ ràng đây chỉ là một âm mưu. Sau khi nhìn thấy Nai ngủ say, cô ta lẻn vào phòng ông Pajami, bỏ di chúc đã ngụy tạo sẵn vào két sắt. Cô ta nghĩ Po nhất định sẽ đến tìm mình để bàn chuyện chia tài sản. Quả nhiên, ngày hôm sau, Po đã dẫn theo luật sư đến, nhưng Ned thì vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì cô ta đã sắp xếp luật sư, nói tài sản của ông Pajami sẽ được chia dựa trên di chúc. Sau đó lại cố tình gọi Nai đến, Nai, chắc con biết di chúc cất ở đâu chứ? Dưới sự dẫn dắt của Ned, Nai đã tìm ra di chúc trong két sắt của bố. Luật sư lập tức tuyên bố nội dung của nó, sau khi ông Pajami mất, tất cả tài sản đều để lại cho Ned. Việc này người ngoài nhìn còn thấy bất thường. Po cũng không tin bố mình sẽ làm như vậy, nhưng giờ luật sư cũng đã công bố, anh ta lại không có chứng cứ để phản bác, chỉ đành rời khỏi đó rồi để tính toán sau. Cuối cùng Ned đã có được tất cả những gì mà mình muốn. Nai cũng không còn giá trị lợi dụng, vì thế đã bị cô ta đuổi như đuổi chó. Bây giờ tất cả tài sản của ông ta là của tao, bao gồm cả căn nhà này, mày cũng không còn giá trị nữa. Sau khi xử lý Nai xong chính là sinh con. Cô ta lừa sinh con ra ngoài, rồi nhân lúc đang nói chuyện dùng kim tiêm có độc đâm vào người anh ta. Tại sao cô lại làm thế với tôi? Thực ra tao chỉ lợi dụng mày thôi sinh con, giờ tao cũng không cần mày nữa. Nhưng Ned không hề biết, tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Po. Anh ta cứu sinh con lên, rồi đưa vào bệnh viện. Sau đó, hai người đã bắt tay nhau để trừng trị Ned. Po còn liên lạc với anh trai của Nai, bảo anh ta nói ra sự thật về tai nạn năm đó. Suti tìm đến Nai, nói cái gì em cũng không biết. Thực ra tai nạn năm đó là Ned gây ra, cô ta nuôi em cũng chỉ để che giấu sự thật thôi. Vậy mà em còn bán mạng cho cô ta, để cô ta lừa gạt như thế nữa. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Po quyết định trả thù Ned. Lúc này Ned vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, cô ta đang còn vui vẻ nhận phỏng vấn của phóng viên. Đầu tiên là sinh con bước vào, xác nhận mình tham gia giết hại ông Ken và ông Pajami đều là Ned đứng phía sau xúi giục. Sau đó Nai cũng bước vào, nói ra sự thật về vụ tai nạn. Thấy đã đến đường cùng, cô ta còn muốn tất cả cùng chết. Cô ta giơ súng lên định bắn Nai, nhưng may Po đã kịp thời chạy đến đỡ cho Nai. Sau đó Ned bị sinh con bắn ngã xuống. Cô ta may mắn thoát chết, nhưng chờ đợi cô ta là nhà tù với những đòn tra. Không lâu sau, Po đến thăm cô ta, lúc này cô ta đã biến thành bộ dạng điên dại. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, Gian bị Nai tố cáo giao dịch bất hợp pháp. Nai và anh trai cũng hóa giải hiểu lầm. Sau khi xử lý xong tất cả, Po giao biệt thự và dây chuyền của bố cho Nai giữ. Nhưng lúc này, cô chắc chắn người mình yêu là Po, không ngờ anh lại lựa chọn rời đi. Thực ra Po được chẩn đoán bị ung thư, phải làm phẫu thuật cắt bỏ, mà cuộc phẫu thuật này tỷ lệ nguy hiểm rất lớn. Anh ta không muốn Nai phải buồn vì mình, vì thế mới quyết định từ chối cô. Nhưng cuối cùng Nai vẫn biết sự thật, cô nói bất luận thế nào, cũng sẽ cùng Po vượt qua tất cả. Rất nhanh đã đến ngày phẫu thuật, Nai đứng từ xa nhìn anh ta không nở rời đi. Một năm sau, Nai đến thăm mộ bố, nhưng lúc này trời đổ mưa lớn, bỗng nhiên có một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Nai ngẩng đầu lên nhìn, chính là người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ. Thì ra cuộc phẫu thuật đó rất thành công, sau một năm tĩnh dưỡng, sức khỏe của anh ta cũng đã hồi phục. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì những người thương yêu nhau, rồi cũng sẽ về bên nhau.